Mà phong lôi ưng tộc bất quá là một trong những tộc đàn nhất đẳng trong yêu vực tộc đàn tương đương với phong lôi ưng tộc tuy không nhiều nhưng cũng không ít mỗi một tộc đều chiếm phạm vi tương đương phong lối ưng tộc nhỏ nhất cũng khoảng 40 vạn dặm đối với toàn bộ yêu vực mà nói mấy tên yêu tú trúc thai kỳ hay dẫn hồng kỳ không biết bao nhiêu mà tính nếu yêu tu không đạt tới kim đan kỳ trở lên rất ít khi rời khỏi phạm vi tộc đàn của chính mình vì vậy đám yêu tu cổ thần giết chỉ có kiến thức đối với phạm vi quản hạt hơn mười vạn dặm của thương lang tộc cùng với một ít lãnh địa phụ cận thương lang tộc mà thôi đối với phong lôi ưng tộc chỉ là nghe tên, không hề biết tình huống thực tế. Đối với độ rộng lớn của yêu vực Đông Hoang, cổ thần từ kiếp trước đã có mừng tượng qua, nhưng lúc này vẫn như trước bị chấn động mạnh mẽ, toàn bộ trung hoang, tứ đại đế đình cộng lại cũng chỉ có diện tích hơn 200 vạn dặm, cộng thêm diện tích thánh đình đại kiền cũng chỉ là hơn 400 vạn dặm mà thôi. Trong yêu vực, lãnh địa của một phong lôi ưng tộc cũng đã đương tương với 1/3 trung hoang rồi. Như vậy rốt cuộc yêu vực Đông Hoang rộng lớn tới mức nào? Thực sự nghe mà rợn cả người, mang theo tâm tình chấn động, cổ thần một đường phi độn theo hướng tây mấy ngày sau đã tới thương lang động phủ lang vương người đã về rồi cổ thân vừa mới hạ xuống bên ngoài thương lang động phủ lập tức có mấy tiểu yêu trúc thai kỳ chạy ra nghênh tiếp cổ thân gật đầu đi vào thương lang động phủ nói người phân phó xuống dưới không có đại sự thì đừng cho bọn chúng quấy dây ta rõ lang vương tiểu yêu gật đầu nói cổ thân trực tiếp đi vào họ phủ thương lang động phủ gọi tất cả tiêu yêu và mẫu yêu lang ra dặn dò không có mệnh lệnh của bản vương không cho phép kẻ nào chạy vào đợi khi động phủ không còn một bóng người cổ thần lập tức tiến hành tìm kiếm mọi thứ lưu lại trong thương lang động phủ đám tiểu yêu và mẫu yêu thấy lang vương có chút lạ lùng nhưng đều không dám nói câu gì lập tức thi hành trong đông hoang sản vật phong phú tuy rằng thương lang tộc chỉ là một tộc đàn tầng trung bình nhưng dù sao cũng quản lý lãnh địa hơn người vạn dặm thiên dạ lang vương xác thực tích lũy không ít bảo bối một ít linh thảo khó xuất hiện tại trung hoang tài liệu luyện chế pháp bảo đặc thù cổ thần tìm ra không ít nhưng khiến cổ thần kinh hỉ chính là tại một chỗ có cầm chế phong ẩn dĩ nhiên tìm ra một đống lớn linh thạch trung phẩm cổ thần tính toán có hơn 3 vạn khối một khối linh thạch trung phẩm tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm ở đây có 3 vạn khối linh thạch trung phẩm chính như vậy tương đương với 300 vạn linh thạch hạ phẩm từ khi bước vào thần hải cảnh cổ thần tu luyện hầu như chỉ hấp thu linh thạch trung phẩm là chính trước kia lấy được mấy nghìn linh thạch trung phẩm trong cán khôn trà của gã ma tu tờ băng tông hiện tại đã tiêu hao sạch sẽ không có linh thạch trung phẩm bổ sung Thời điểm tu luyện cổ thần không thể làm gì khác hơn là hấp thu linh thạch hạ phẩm, so với linh thạch trung phẩm hiệu quả kém hơn 4 lần. Tuy rằng trong càn khôn trà có hơn 300 khối linh thạch thượng phẩm, thế nhưng linh thạch thượng phẩm quá mức chân quý, chỉ khi đến tu vi mạnh tuyền cảnh mới có thể triệt để hấp thu linh khí ẩn chứa trong linh thạch thượng phẩm, hiện tại chỉ có thể hấp thu tối đa một nửa linh khí, như vậy quá mức hao phí rồi. Một lần lấy được hơn 3 vạn khối linh thạch trung phẩm, cũng đủ cho cổ thần tu luyện một mạch tới mạnh tuyên cảnh không cần phải lo lắng thiếu linh thạch trung phẩm, đồng thời còn có dư thừa chút ít. Sau khi thu hết toàn bộ linh thạch vào cản khôn trạc, trong lòng cổ thần rất vui mừng. Số lượng linh thạch này hắn tối đa dùng hết hai vạn khối, còn thừa một vạn khối. Trong lòng hắn đã có tính toán, phân nửa cung cấp cho phụ thân hắn, phân nửa tặng sư tỷ. Bọn họ không tu luyện vẽ linh quyết như hắn, có số lượng linh thạch này nhất định đủ khiến tu vị tăng trưởng nhanh hơn không ít. Ngoại trừ linh thạch, linh thảo, tài liệu pháp bảo, trong thương lang động phủ có rất nhiều, thậm chí là có một số vật phẩm vô cùng kỳ lạ chẳng thấy bao giờ xuất hiện tại Trung Hoang. Những vật phẩm này đối với tu luyện không có bao nhiêu tác dụng, cổ thần từ trong số đó nhìn thấy một khối thủy tinh màu tím khối thủy tinh màu tím này có vô số mặt mỗi một mặt đều siết sâu thể phản quang lại cảnh vật xung quanh thật nhìn tầng tầng lớp lớp cộng thêm sản sinh một tầng quang mang màu tím mộng ảo nhìn mỹ luân mỹ huyễn như đang trong mộng khối thủy tinh màu tím này thực xinh đẹp tiểu bạch đứng bên cạnh cổ thần hài lòng cười nói cổ thần mỉm cười nhìn bên ngoài rất giống sư tỷ xinh đẹp thiên tiên như đang trong mộng ảo tặng cái này cho sư tỷ nàng nhất định rất thích tiểu bạch chu miệng nói ta cũng muốn nó này Cổ thần có chút trần chờ nói, ngươi nhìn trong động phủ này còn thích cái gì hay không, cứ việc lấy đi. Sau này nếu gặp phải loại thủy tinh này sẽ dành cho ngươi. Hiện tại chỉ có một khối, ta muốn tặng sư tỷ. Tiểu bách mỉm cười, gật đầu, cũng được, không có mệnh lệnh của hắn, không có một yêu tu nào dám can đảm tự ý tiến vào hậu phủ. Rất nhanh cổ thần đã dò xét từ trên xuống dưới một lần, rốt cuộc cũng tìm ra một phần địa đồ. Bất quá khiến cổ thần thất vọng chính là, một phần địa đồ này chỉ ghi lại phạm vi 60 vạn dặm bên trên ghi lại lãnh địa phương viên hơn 50 vạn dặm của hắc hổ tộc cùng với một ít địa phương tiết giác xung quanh đối với vị trí địa lý trong phạm vi lãnh địa hắc hổ tộc có thể nói ghi chép phi thường tường tận thương lang tộc và xích chuẩn tộc ở phương hướng tây nam lãnh địa hắc hổ tộc mà sao huyệt hắc hổ lĩnh của hắc hổ tộc ở trung tâm lãnh đại thương lang động phủ thì ở phương bắc Hơi nghiêng về phía tây khoảng chứng cách nhau 23 vạn dặm thương lang tộc chỉ có địa đồ phạm vi lãnh địa hắc hổ tộc trong lòng cổ thân thầm tính toán chỉ sợ trong tay hắc hổ tộc cũng chỉ có địa đồ phạm vi lãnh địa phong lối ưng tộc muốn lấy được toàn bộ địa đồ yêu vực sợ rằng chỉ có loại tộc đàn nhất tẳng như phong lối ưng tộc mới có yêu vực to lớn những tộc đàn không dưới nhất tẳng thực sự khó mà biết được cổ thần nhíu mày yêu vực này rộng lớn không gì sánh được trung hoang rộng mấy trăm vạn dạng cũng chỉ tiếp giáp với một phần yêu vực mà thôi theo chiều từ nam tới bắc phía nam yêu vực còn giáp với hòa hải nam hoang phía bắc giáp với ba nguyên bắc hoang không có địa đồ trong tay cũng không biết nơi này là nam bộ hay bắc bộ yêu vực nếu chỉ đi thẳng về hướng tây có thể hay không trở về trung hoàng thì không người nào biết được trong lòng cổ thần ngưng trọng ánh mắt rơi vào bản đồ hắc hồ lính nếu như có thể lây được địa đồ lãnh địa của phong lôi ương tộc có thể nhìn ra được một ít đầu mối cũng có thể phán đoán ra phương vị trung hoàng hư thiên tông lúc này đã là hạ tuần tháng 9, cuối thu không khí mát mẻ ngày hôm nay hư thiên tông có một vị khách nhân vị khách này có thân phận không hề đơn giản chính là tông chủ thiên đạo tông đạo vô cực thiên đạo tông là một môn phái đặc thù số lượng môn nhân cực nhỏ Tu sĩ si thiên hạ không ai biết tông môn này ở nơi nào, thiên đạo tông này đặc thù ở chỗ nào, là thiên đạo mà không phải thiên đạo, đại đạo giã. Thiên đạo tông này đặc thù ở chỗ nào, là thiên đạo mà không phải thiên đạo, đại đạo giã. Vì có trộn đạo thuật nổi tiếng thiên hạ, mặc dù tự xưng là thiên đạo tông, nhưng trên thực tế, người ngoài vẫn gọi tông này với tên là trộn đạo tông. Số lượng môn nhân thiên đạo tông rất ít, nhưng các tông phải thiên hạ không dám coi thường. Chỉ là thiên đạo tông sở trường trộn đạo, bị các tông phải thiên hạ coi thường. Thực ta rất ít tông muốn nguyện ý qua lại với thiên đạo tông thiên đạo tông tên như ý nghĩa nói là đại đạo cũng không phải là môn nhân thiên đạo tông sự rát mặt vàng cho chính mình là là bởi vì thiên đạo tông và hư thiên tông giống nhau tổ sư khai phải thiên đạo tông và hư thiên tông từng học mẹ trong thái hư cung coi như là sư huỳnh đệ thiên đạo tông và hư thiên tông có tầng quan hệ này từ thượng cổ cho tới nay quan hệ giữa hai tông môn chưa hề bị gián đoạn chỉ là môn nhân thiên đạo tông xuất quỷ nhập thần khiếm thấy đi lại trên thời gian bình thường mấy năm thậm chí hơn 10 năm môn nhân thiên đạo tông cũng không tới hư thiên tông một lần mà ngày hôm nay hư thiên điện trên thiên đô phong có khách từ thiên đạo tông tới chơi đồng thời người tới còn là tông chủ thiên đạo tông đạo vô cực đạo vô cực nhìn qua ước chừng 50 tuổi sắc mặt hồng nhuận tay phe phẩy một chiếc quạt giấy bộ dáng van nho phong nhã không giống với người đạo gia càng giống như một gã nho sĩ nếu nhìn bên ngoài không ai nghĩ được hắn là tông chủ thiên đạo tông nổi danh trộm đạo theo đạo vô cực tới đây chỉ có một người nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi tu vi đạt tới cảnh giới kim đan trung kỳ người này tên là đạo cửu thiên là con trai của đạo vô cực Dừng nhìn bề ngoài đạo cử thiên mới trên dưới 30 tuổi, trên thực tế hẳn đã gần 40. Cũng như thiên đạo tông không đơn giản chỉ biết mỗi trộm đạo, đại đạo thiên địa, đạo thọ mệnh, đạo khí vận, thiên địa vạn vật đều là đạo. Đạo cửu thiên này chính là đạo thọ mệnh, khiến hắn thuận nhìn như trẻ hơn 10 tuổi. Trong hư thiên điện, tông chủ hư thiên tông vô thủy cùng với thủ tọa tứ mạch lệ kiếm quân, quần bách xương, tà lạc hồng, hoàng dực tiên, mỗi một thủ tọa đều có một đệ tử thân truyền bên cạnh. Đệ tử đứng phía sau Hoàng Dực Tiên là một thiếu nữ mặc áo màu lục, lông mi như liễu rủ, làn da như tuyết trắng, hai mắt trong như nước mùa thu, mơ hồ còn hiện ra vẻ lo lắng. Một tia ưu thương, nàng nhìn giống như một đóa an thần hoa, nhìn qua mà động lòng người, khiến người khác thương yêu. Nếu như cổ thần ở đây chắc chắn sẽ tin đập thình thịnh. Nữ tử này chính là sư tỷ thương yêu trong lòng cổ thân, hư tử uyên. Phụ tử đạo vô cực tới hư thiên tông, từ lâu đã chào hỏi lẫn nhau sau khi tiến vào hư thiên điện. Đạo vô cực và vô thủy ổn định ngồi trên ghế thủ tọa, đạo cửu thiên đứng bên cạnh đạo vô cực. Lên tiếng bắt chuyện, Vô Thủy hỏi, đã hơn 20 năm không gặp qua sư huynh rồi, tu vi của sư huynh lại có đột phá, đạt tới đoạt xá kỳ, thực sự đáng chúc mừng. Sư huynh từ trước tới nay như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hôm nay đột nhiên tới Hư Thiên Tông, hẳn là có chuyện quan trọng. Ha ha, Đạo Vô Cực nhẹ giọng cười, nghiêm túc nói, đại sự, đại sự rất lớn. Nghe Đạo Vô Cực nói như vậy, trong mắt mọi người đều lộ vẻ hiếu kỳ. Vô Thủy liếc mắt với các thủ tọa bên cạnh, lập tức ánh mắt rơi vào người Đạo Vô Cực nói, "Thỉnh sư huynh giải thích." Đạo vô cực nhìn chúng tu sĩ trong điện hỏi, sao không thấy hư sư đệ? Hơn 20 năm trước ta còn có ước hẹn với hắn, ta đến hư thiên tông thông báo đại sự này. Ta còn tưởng rằng hư sư đệ đã tiếp nhận vị trí tông chủ hư thiên tông vô thủy sư đệ. Không nghĩ tới tông chủ cư nhiên là sư đệ, thực sự khiến ta rất kinh ngạc. Sắc mặt vô thủy hơi đổi, không hề vui vẻ. Trong mắt hai người Hoàng dự Tiên và Hư Tử Uyên đều lộ vẻ chấn động. Nhìn đạo vô cực lộ ra một tia kinh hãi. Về phần ba người quản bách xương, lệ kiếm quân, ta lạc hồng trong mắt đều sáng lên tự hồ nghe tới một hối ức nào đó sâu trong lòng mỗi người về phần đán đệ từ họ hối thì lộ vẻ mờ mịt không biết hư sư đệ trong miệng đạo vô cực là người phương nào đạo sư huynh lệ kiếm quân đứng lên ông quyền nói với đạo vô cực sư huynh có điều không biết Hư sư huynh hai mươi năm trước đã ngã xuống trong tay băng thần tông bị mông ngưng băng làm hại đạo vô cực biến sắc cả kinh nói cái gì Hư sư đệ hẳn hắn đã chết rồi lệ kiếm quân gật đầu nói băng thần tông cùng hư thiên tông bắt cộng lái thiên thế nhưng thế lực băng thần tông thâm căn cổ đế tại đại mông thực lực mạnh mẽ ta muốn báo thù cho hư sư huỳnh cũng là hữu tâm vô lực hay cho cái băng thần tông đáng tiếc hư sư đệ một đời kỳ tài ai đạo vô cực thở dài một tiếng khép lại hai mắt sau một lúc lâu trong mắt khôi phục lại về bình tĩnh các người cũng biết năm nay là năm nào đại danh một nghìn lẻ ba năm Ai chẳng biết năm nay là đại danh 1003 năm à, phụ thân ta hỏi chính là Năm nay là năm có có đại sự nào sẽ xảy ra Một thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại Chính là gã tu sĩ chừng 30 tuổi đạo cửu thiên mở miệng Tuy đạo cửu thiên thoạt nhìn không nhỏ tuổi, thế nhưng ngữ khí giống như tuổi 20 Tiết lộ một cố nhuệ khí thanh niên nhiệt huyết Sắc mặt mọi người vừa chuyển, vô thủy là người thứ nhất thốt ra Năm nay là năm côn ngô bí cảnh mở ra Nghe được bốn chữ côn ngô bí cảnh, trong mắt hư tử uyên thay đổi Nhất thời đề cao vài phần tinh thần. Đạo vô cực gật đầu nói, không sai, tiếp qua một tháng nữa là thời điểm côn ngô bí cảnh mở ra. Sư huynh, côn ngô bí cảnh kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chúng ta không biết. Nói tới đây, thanh âm của vô thủy đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi hỏi, chẳng lẽ sư huynh biết côn ngô bí cảnh ở nơi nào? Sắc mặt chúng tu sĩ trong hư thiên điện đều thay đổi. Đạo vô cực mở quạt giấy, lắc lắc vài cái, vẻ mặt tươi cười. Đạo cửu thiên ngẩng đầu nói, thiên hạ nào có việc thiên đạo tông chúng ta không biết, côn ngô bí cảnh tự nhiên không ngoại lệ. Ánh mắt mọi người nhất tề nhìn vào mặt đạo vô cực, hiển nhiên bọn họ đối với lời nói của đạo cửu thiên không phải tin tưởng mười phần đạo vô cực biết suy nghĩ trong lòng mọi người gật đầu vô thủy nói sư huynh thực là thần nhân sư huynh tới đây chính là nói cho chúng ta biết vị trí con mô bí cảnh hay sao đạo vô cực phất tay đạo cửu thiên hiểu ý chỉ phía đông nói Con ngô bí cảnh ở phía đông hơi trách nam cách đầu cùng đại lục hơn một nghìn bảy trăm vạn dặm gần bờ đông hải vô thủy nhíu mày nói hơn một nghìn bảy trăm vạn dặm khoảng cách xa như vậy cho dù là tu sĩ mạnh tiền cảnh cũng phải phi độ liên tục nửa năm mới có thể tới cách thời điểm côn ngô bí cảnh mở ra còn hơn một tháng lúc này sao có thể tới kịp đạo vô cực mỉm cười nói ta đã tới đây tự nhiên có phương pháp tiến vào ta biết một truyền tống trận có thể truyền tống hơn mười người tới bên ngoài côn ngô bí cảnh hơn vạn dặm số lượng môn nhân bản tông ít ỏi đến hư thiên tông lần này chính là muốn mời quý tông cùng nhau đi vào thời gian tối đa một tháng nhất định tới côn ngô bí cảnh đạo cửu thiên bên cạnh tiếp lời nghe đồn trong côn ngô bí cảnh có một tiên bảo chính là như ý linh lùng thác của bảo thác thiên vương thời thái cổ không nói tới tiên bảo cấp độ này trong bí cảnh còn có rất nhiều pháp bảo thượng phẩm cực phẩm của tu sĩ thượng cổ cùng với những linh thảo đã sớm đoạn tuyệt tại cố hoang chỉ cần tìm được chút gì đó trong côn ngô bí cảnh mang ra ngoài tất cả đều là bảo bối quý giá nghe đạo vô cực và đạo cửu thiên nói trong mắt chúng tu sĩ đều có vẻ hưng phấn bất quá sắc mặt hai người lệ kiếm quân và tà lạc hồng toàn bộ đều là kích động mà sắc mặt hai người quản bách dương và hoàng dực tiên thì có chút khống chế vô thủy thì càng nghiêm túc đắn đo sư huynh đã biết vị trí côn ngô bí cảnh vì sao không tự mình đi vào lấy bảo bối bên trong gọi thêm hư thiên tông chúng ta không phải là tổn thất hay sao vô thủy hỏi đạo vô cực thu lại quạt giấy nói sư đệ có điều không biết chỗ vào côn ngô bí cảnh có một đạo cấm chế vô cùng lợi hại tu sĩ mạnh tuyền cảnh trở lên không thể tiến vào nếu cường ngạnh xông vào sẽ bị gạt bỏ trừ phi là đại tiên thượng cổ mới có ngoại lệ bằng không chỉ có tu sĩ si dưới mệnh tuyển cảnh mới có thể tiến vào dừng lại một chút đạo cửu thiên tiếp lời thiên đạo tông chúng ta mặc dù không gì không biết nhưng số lượng môn nhân không nhiều nếu không thì người đi vào chỉ có một mình ta mà thôi thế nhưng tàng gia từ trong miệng lý ra đã biết được vị trí côn ngô bí cảnh từ hơn một tháng trước tàng thiên cờ đã dẫn theo không ít tu sĩ thân hải cảnh của tàng gia thông qua cổ truyền tống trận tiến vào trong yêu vực đông hoang trong tay yêu tu yêu vực còn có địa đồ côn ngô bí cảnh đến lúc đó yêu tộc tàng gia đại danh nhất định có không ít tu sĩ si tiến vào thiên đạo tông chúng ta người ít thể yếu duy nhất chỉ có hư thiên tông là chi nhanh đồng tông đặc biệt tới hư thiên tông xin hợp tác tàng gia vô thủy niệm một câu nói thì ta là thế hư thiên tông tự nhiên sẽ hết sức tương trợ cùng nhau tiến vào côn ngô bí cảnh nói xong ánh mắt của vô thủy quét qua thủ tọa các mạch mệnh lệnh đô thiên phong ẩn kiếm phong thanh viêm phong lạc hà phong đều phải đi một tu sĩ kim đan kỳ ba tu sĩ bồi nguyên kỳ, sáu tu sĩ dẫn hồn kỳ, đô thiên phong phái nhiều hơn một tu sĩ kim đan kỳ, cùng nhau tiến vào côn mô bí cảnh. Rõ, trưởng môn sư huynh, lệ kiếm quân, quản bách xương, ta lạc hồng cùng ưng tiếng. Mọi người vừa dứt lời, hư tử uyên đột nhiên nói, khởi bầm trương môn sư bá, đệ tử nguyện ý tiến vào côn mô bí cảnh. Vô Thủy nhớ may, nói, lần này đệ tử tiến vào chí ít phải có tu vi dẫn hồn kỳ, người mới chỉ có tu vi trúc thái trung kỳ, không thể đi vào. Từ di chỉ địa cung trở về đã hơn 8 tháng, tu vi của hư tử uyên đột phá tới trúc thái trung kỳ. Cổ thần từng nói với nàng, tối đa hai tháng liền trở về, hư tử uyên ngày nhớ đêm mong. Nhất là đã mấy tháng trôi qua vẫn không thấy hình bóng cổ thần trở về, mà còn nghe được đế đình đại danh hạ mệnh lệnh truy nã cổ thần khắp nơi. Lệnh truy nã này do trình thái tử tàng thiên Câu chuyển đi lúc đó cổ thần tựa như đá chìm đáy biển biến mất không còn hình bóng hoàng dược tiên không chỉ một lần khuyên bảo nàng cổ thần khả năng đã gặp bất chắc thế nhưng nàng vô luận thế nào cũng không chịu tin tưởng cổ thần rơi vào kết quả như vậy trong lòng nàng tin tưởng vững chắc cổ thần nhất định còn sống nàng nhớ kỹ ngô tinh đã từng nói với nàng và cổ thần trong con ngô bí cảnh có nhiều ý linh lung bảo tháp có thể kéo dài tính mệnh cho nàng hiện tại vừa nghe được con ngô bí cảnh nàng có một loại cảm giác chỉ cần cổ thần còn sống hắn nhất định sẽ tiến vào trong đó vô luận thế nào đi nữa cũng phải tới côn ngô bí cảnh gặp lại cổ sư đệ trong lòng hư tử uyên kiên định thầm nhủ trong khoảng thời gian này nàng đã hiểu ra tương tư là như thế nào nàng không thể tiếp tục chờ đợi được nữa trưởng môn sư bá ý đệ tử đã quyết xin trưởng môn sư bá ân chuẩn hạ tử uyên lần thứ hai ông quyền nói không vì vô thủy cự tuyệt mà có chút dao động vô thủy nhíu mày ánh mắt rơi vào mặt hoàng dược tiên đánh mắt ra hiệu với hắn hoàng dược tiên hiểu ý nói tiểu uyên ngươi không nghe thấy hay sao côn ngô bí cảnh tại nơi yêu vực cách nơi này hơn một nghìn bảy trăm vạn dặm ngươi chạy tới xem náo nhiệt làm gì hư tử uyên khẽ cắn môi nói đệ tử không thể không đi vì sao hoàng dược tiên hỏi sư phụ hư tử uyên ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chăm vào hoàng dược tiên nói nếu cổ sư đệ còn sống hắn nhất định sẽ tiến vào côn ngô bí cảnh vô luận thế nào đệ tử cũng muốn đi vào nếu kiếp này không thể gặp lại cổ sư đệ đệ tử sống còn có ý nghĩa gì ngươi hoàng dược tiên quỳnh lên nói cổ thân nó thắng trước đế đình đã thủ tiêu lệnh truy nã cho tới bây giờ vẫn chưa thấy hắn trở về cũng không thu được tin tức của nó nó đã không còn trên đời này nữa rồi cổ sư đệ sẽ không chết hắn còn sống nhất định còn sống hư tử uyên khẳng định nói trong giọng nói không hề có nửa phần nghi vấn côn ngô bí cảnh là địa phương thượng cổ không hiểm dị thường vô luận thế nào đi nữa ta cũng không cho người đi vào hoàng dược tiên phát ống tay áo mưa khí cũng chắc chắn như đình đóng cột rất nhanh trong mắt hoàng dược tiên tối sầm lại nói cổ thần chính là tuyệt thế thiên tài luyện đan chưa từng có của bách thảo phong chúng ta ta cũng không nguyện tin tưởng nó đã gặp bất chắc thế nhưng đế đình đã triệt tiêu lệnh truy nã Trung Hoang không thấy nửa phần tin tức, sự thực chứng minh nó xác thực đá chết. Phịch, Hư Tử Uyên quy dạp xuống đất nói, nếu quả thực như vậy, hơn 10 năm còn lại của đệ tử cũng không cần thiết nữa rồi. Nếu sư phụ không chịu đáp ứng cho đệ tử tiến vào côn mô bí cảnh, vậy đệ tử chỉ còn cách lấy cái chết để đuổi theo bước chân của cổ sư đệ. Đệ tử bái tạ sư phụ, tạ ơn 20 năm dưỡng dục. Nói xong, thân thể Hư Tử Uyên nhất thời phát ra một tầng xương trắng, sắc mặt của nàng trong sát na trắng bệnh, bông tuyết dần dần xuất hiện, huyền âm hàn khí trong cơ thể nàng đang bộc phát đột nhiên toàn bộ hư thiên điện như biến thành hầm băng nhiệt độ giảm xuống cực nhanh vài tên đệ tử thân chuyến trúc thai cảnh lạnh tới run dày cả người tiểu uyên hoàng dược tiên thất kinh không nghĩ tới hư tử uyên dĩ nhiên tự bạo huyền âm tuyệt mạch khẽ lật tay một viên dương nguyên đàn xuất hiện trong tay hoàng dược tiên huyền âm hàn khí do hư tử uyên bạo phát cực kỳ mãnh liệt chỉ trong thời gian một lần hô hấp mà thân thể bắt đầu hóa thành tượng băng lúc này do chính bản thân nàng tự bạo huyền âm tuyệt mạch vì vậy nàng không hề có hành động chống lại tình huống cực kỳ nghiêm trọng Hoàng Dược Tiên cầm Dương Nguyên Đan trong tay đẩy vào miệng Hư Tử Uyên, thế nhưng còn chưa chạm vào môi Hư Tử Uyên, cánh tay Hoàng Dược Tiên đã bị đông lạnh thành băng, không thể tiến thêm nửa điểm. Huyền Âm Hàn khí bá đạo cho dù là tu sĩ Kim Đan kỳ cũng không thể chống đỡ được. Thân ảnh chợt lóe, Vô Thủy lập tức xuất hiện bên cạnh Hoàng Dược Tiên, từ trong tay bị đóng băng của Hoàng Dược Tiên tiếp nhận Dương Nguyên Đan, Khai điểm món tay lên người Hư Tử Uyên, Hư Tử Uyên theo bản năng má miệng, Dương Nguyên Đan nhất thời bay vào miệng nàng, nuốt vào trong bụng. Tuy rằng Dương Nguyên Đan có thể điều hòa huyệt âm hàn khí, nhưng huyệt âm hàn khí không có một canh giờ không tan được hư tử uyên vẫn bảo trì trạng thái bị đóng băng một canh giờ toàn thân nàng đều đang run rẩy huyệt âm hàn khí điên cùng trùng kích khắp cơ thể phá hủy thân thể nếu như ngay cả tính mệnh nó đã không muốn vậy thì để nó đi thôi vô thủy thở dài một tiếng thân thể chợt lóe trở về chỗ cũ hoàng dược tiên nói trưởng môn sư huynh sư đệ chờ lệnh đi vào côn ngô bí cảnh vô thủy tự nhiên biết vì sao hoàng dược tiên lại muốn đi lắc đầu nói hoàng sư đệ đệ là đan dược sư thập phần duy nhất hư thiên tông chúng ta sao có thể để đệ mạo hiểm hoàng dược tiên nói ta đã từng đáp ứng qua hư sư huynh nhất định phải chiếu cố tiểu yên tiểu yên ở đâu ta ở đó thủ tọa thanh viêm phong quản bách sương nói trưởng môn sư huynh sư đệ chờ lệnh tiến vào côn ngô bí cảnh nhất định bảo vệ hoàng sư đệ an toàn hoang đường vô thủy nói côn ngô bí cảnh cách một nghìn bảy trăm vạn dặm đều đi hết làm sao cứu kịp yêu vực không phải trung hoang cách nhau quá xa cho dù có pháp lệnh truyền tống cũng không thể sử dụng bên trong tông môn phải lưu lại đủ thành viên mở ra hóa hư đại trận tiến vào côn ngô bí cảnh tu sĩ kim đan hậu kỳ chỉ được phép một người hoàng dược tiên nói trong côn ngô bí cảnh chỉ có tu sĩ dưới mệnh tuyên cảnh mới có thể vào ai có thể đả thương ta xin cho sư huynh kim đan hậu kỳ chủ mạch lưu lại để sư đệ tiến vào côn ngô bí cảnh bên ngoài côn ngô bí cảnh có đạo vô cực ta sẽ không để bất cứ kẻ nào thương tổn tới hoàng sư đệ đạo vô cực mở miệng nói đạo vô cực mở miệng tuy vô thủy không muốn nhưng vẫn phải gật đầu nói được rồi số lượng thành viên hư thiên tông tiến vào côn ngô bí cảnh đã được định ra thành viên phong ẩn kiếm phong lạc hà phong phát ra một tu sĩ kim đan kỳ ba tu sĩ bổ nguyên kỳ sáu tu sĩ dẫn hồn kỳ cộng thêm hoàng dược tiên hư tử uyên của bách thảo phong tổng cộng có 42 người lấy tu sĩ kim đan hậu kỳ hoàng dược tiên dẫn đầu ngày hôm sau hoàng dược tiên dẫn theo chúng tu sĩ hư thiên tông cùng với phụ tử đạo vô cực thiên đạo tông rời khỏi hư thiên tông tiến về phía cổ truyền tống trận bên trong đông hoang mà đạo vô cực đã nói cổ thần chiếm được tất cả bảo bối bên trong thương lang động phủ không hề lưu lại rời khỏi thương lang động phủ không cho bất cứ yêu tu nào đi theo phi độn theo phía bắc bay ra ngoài nghìn dặm tướng mạo của cổ thân thay đổi trở thành hình dáng một lang yêu bình thường lang vương quá mức hấp dẫn ảnh mắt tốt nhất nên biến thành một lang yêu bình thường giảm đi rất nhiều phiền phức húng chi cổ thần tiến vào hắc hổ lính tự nhiên không thể dùng thân phận thiên dạ lang vương nơi này có đặc sứ hắc nha của hắc hổ tộc thiên dạ lang vương có chuyện gì cần báo cáo chỉ có thể đi tìm hắc nha không có khả năng tới hắc hổ lính trong một ngày cổ thần phi hành theo phía bắc phi độn dược gần hai vạn dặm hắn biến thành tướng mạo yêu tu dọc theo đường đi gặp phải vô số yêu tu yêu thú quả nhiên không hề gây ra bất cứ phiền phức gì lúc chẳng vạng cổ thần hạ sống một đỉnh núi nơi này rất hoang vắng xung quanh hơn 10 dặm không hề có yêu thú xuất hiện cổ thần chuẩn bị nghỉ ngơi ban đêm ở nơi đây sau khi hạ xuống dưới đất cổ thần kiếm củi đốt nhóm lên một đống lửa, lại lấy ra thịt hoang thú cự cầu trong càn khôn trạc, bắt đầu nướng thịt. Thời điểm bế quan trong huyệt động, mỗi ngày cổ thần đều tập trung tu luyện, dùng linh đan thay thế thực vật, thẳng cho tới khi bế quan xong mới lấy thịt hoang thú cự cầu ra dùng để ăn. Cự cầu là hoang thú, hàm lượng linh khí trong thịt rất cao, vị đạo ngon, so với thịt hương thú còn mỹ vị hơn không chỉ 10 lần. Từ ngày đầu tiên sau khi xuất quan, tiểu bạch lần đầu tiên được ăn thịt cự cầu do cổ thần nướng, ăn tới nghiện luôn, vì vậy ngày nào cũng ô nào đòi ăn từ đó về sau cứ tới buổi trưa và trạng vạng tối mỗi ngày cổ thần đều dành chút thời gian nướng thịt cự cầu thỏa mãn cái miệng thèm ăn của tiểu bạch và chính bản thân hắn thịt nướng cần chút thời gian tiểu bạch ngồi ngay bên cạnh cổ thần nhìn thịt nướng trên đống lửa rất có tinh thần cổ thần tản thần thức ra trong phương viên mấy nghìn trượng có bất cứ gió thổi có lay nào đều không thoát khỏi thần thức của hắn không lâu sau thịt cự cầu bắt đầu chảy mỡ ròng ròng hương vị nồng đậm gợi vị giác phiêu tán xa xa cho dù là cách một giảm cũng có thể ngửi thấy được phía đông bắc của cổ thân hiện tại ước chừng hơn dạng có một hòa thượng trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ một tay cầm bình rượu tay kia thì cầm một khối thịt lớn vừa ăn một miếng vừa uống một ngụ ra vẻ rất ngon lành hòa thượng trẻ tuổi này chính là hòa thượng rượu thịt chạy trốn khỏi tay đặc sứ hắc hổ lính hắc nha bất quá qua một lát hòa thượng đột nhiên nhổ thịt trong miệng ra cái mùi nhiều nhiều nói ai nương thế nào cũng không thể bằng được thịt nướng của cổ thần lão đệ vị đạo kém nhiều quá nói xong lắc đầu vung tay lên ném khối thịt vào trong nước suối sau đó hòa thượng hét to thương thiên anh thỉnh cho cổ thần lão đệ rơi xuống trước mặt ta cho ta ăn mỹ vị thịt nướng đi hô hoàn âm ý hòa thượng nhún vai thẩm nghĩ ở đây chính là chỗ sâu trong yêu vực đông hoang cổ thần lão đệ đang ở trong hư thiên tông dù thế nào đi nữa cũng không có khả năng ở trước mặt ta vừa nghĩ đến đây đột nhiên cái mũi cổ hòa thượng ngửi ngửi hái mắt nhất thời sáng ngời trong không khí mơ hồ có điểm hương vị hình như là thịt nướng hòa thượng này đối với rượu ngon thịt ngon cực kỳ nhạy cảm tuy rằng chỉ mơ hồ ngửi được trong không khí một chút vị đạo thế nhưng vẫn bị hắn nhận ra được. Cái mũi của hòa thượng nhất thời co rúm lại vài cái, vòng vo mấy vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào phương hướng Tây Nam, vùi người mấy lần. Nhất thời trong mắt bừng sáng, lập tức chạy về phương hướng Tây Nam. Càng đi về phía Tây Nam, hương vị càng lúc càng đậm, trong mắt hòa thượng hiện rõ vẻ vui mừng. Loại thương vị này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hương vị thịt nướng mà cổ thần làm ra chính là loại hương vị này, độc nhất vô nhị. Thương thiên anh, ngài quá linh nghiệm rồi. Hòa thượng hoan hô một tiếng, nhất thời chui xuống dưới lòng đất hai hai cái nháy mắt xuất hiện bên cạnh một gốc đại thụ cách cổ thần chừng 30 mươi trượng bùn đất vừa lộn người hiện ra một cỗ hương vị nồng đậm lập tức chui vào trong mũi hòa thượng sắc mặt hòa thượng vui mừng rạng rỡ vô cùng chuyển qua thân cây lớn hòa thượng nhìn về phía thịt nướng đang muốn hô to cổ thần lão đệ thế nhưng môi mở ra lại không hề có âm thanh nào phát ra hòa thượng mở to hai mắt nhìn lại dùng sức rụi rụi con mắt tiếp tục nhìn một lát trong lòng nhất thời hô tô thương thiên anh có lầm hay không thế nào nướng thịt lại là một đầu lang yêu một yêu quái nướng thịt ăn Thương thiên anh, con có chuyện ngạc nhiên hơn so với chuyện này sao? Không đúng, không đúng. Hòa thượng lắc đầu, thầm nghĩ. Hương vị thịt nướng này so với thịt nướng mà cổ thần lão đệ nướng ra vô cùng giống nhau. Thì cổ thần lão đệ nướng chính là độc nhất vô nhị. Sao có thể xuất hiện kẻ khác nướng ra được loại mỹ vị như thế này? Thương thiên anh, chẳng lẽ trước mắt kia thực sự là cổ thần lão đệ? Lẽ nào bốn năm không thấy, hắn dĩ nhiên trưởng thành bộ dáng như thế này? Hòa thượng rượu thịt này chính là tiểu hòa thượng Mao Vinh mà cổ thần gặp được tại sát biên giới Đông Hoang 4 năm trước từ sau khi ăn được thịt nướng từ tay cổ thần hắn liền ngày nhớ đêm mong chịu không nổi cơn thèm vì vậy bản thân tự học cách nướng ăn thế nhưng hương vị chính mình nướng làm thế nào cũng không bằng cổ thần nướng mao vinh đối với vị đạo thịt nướng của cổ thần nhớ vô cùng rõ ràng tuy chủ nhân thịt quay trước mắt rõ ràng là một đầu lang yêu thế nhưng mao vinh thông qua phân biệt hương vị cũng biết được chỉ có cổ thần mới có thể nướng ra loại hương vị độc nhất vô nhị như vậy trong lòng hắn nhất thời vui vẻ thầm nghĩ lão thiên thực sự có mắt hắn hô hoán một hồi mà cổ thần thực sự xuất hiện trước mặt hắn tiểu bạch sắp được rồi không cần sốt ruột thấy tiểu bạch có chút dục dịch cổ thần mỉm cười với nàng tiểu bạch lúc này mao vinh mới chú ý tới bên cạnh lang yêu kia có một thiếu nữ mặc bạch y tuổi tác ước chừng 14-15 tuổi tuy rằng thiếu nữ này có hình người thế nhưng lại tản mắt ra một cổ yêu lực cực kỳ cường đại ngược lại lang yêu bên cạnh kia hầu như không có yêu lực ba động nghe lang yêu nói như vậy trong lòng mao vinh càng khẳng định lang yêu kia chính là cổ thần mà thiếu nữ mặc bạch y chính là tiểu bạch hồ bốn năm trước từng gặp qua cổ thần lão đệ trong lòng nghĩ thế nhất thời mao vinh nhảy ra khỏi cây đại thụ lớn tiếng gọi cổ thần và tiểu bạch nhảy dựng lên lập tức sai người từ trong mắt đều xuất hiện vẻ khiếp sợ dĩ nhiên có người tới gần như vậy mà hai người không hề phát hiện ra thần thức của cổ thần vẫn luôn phát tán ra mấy nghìn trượng cho dù là tu sĩ kim đàn sơ kỳ cũng không có khả năng tới gần 30 mươi trượng mà không thể phát hiện ra thế nhưng thanh âm kia rõ ràng chỉ cách không tới 30 mươi trượng đồng thời khiến cổ thần khiếp sợ chính là lúc này hắn đang ở trong yêu vực đông hoang đồng thời biến thành làng yêu, làm sao có người biết được tên hắn. Quay người lại, một hòa thượng thân hình lớn, khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tuổi tác rất trẻ. Hắn hạ xuống trước mắt cổ thần khiến cổ thần càng thêm kinh hãi. Tuy rằng so sánh với 4 năm trước, Mao Vinh đã cao lớn hơn rất nhiều, cũng càng tuấn tú hơn. Thế nhưng bộ dáng cơ bản không có bao nhiêu biến hóa. Cổ thần liếc mắt liền nhận ra được, hòa thượng trẻ tuổi này chính là tiểu hòa thượng 4 năm trước. Mao Vinh, chính là huynh sao? Ở chỗ này gặp phải Mao Vinh, trong lòng cổ thần vô cùng chấn động. Tiểu Bạch cũng kinh hại nói, nha, là Tiểu Hòa Thượng, 4 năm không thấy, Tiểu Hòa Thượng đã biến thành Đại Hòa Thượng rồi. Mao Vinh cười ha ha nói, thương thiên anh, cổ thần lão đệ, dĩ nhiên là ngươi, ha ha, sao lại biến thành bộ dáng này? Vừa nói vừa đi tới bên cạnh cổ thần, chờ khi hết lời đã tới trước mặt cổ thần và Tiểu Bạch. Cổ thần mỉm cười nói, việc này nói ra rất sai, gặp được Mao Vinh ở đây mới thực sự khiến Tiểu Đệ kinh ngạc. Đúng vậy, Đại Hòa Thượng, thế nào ngươi lại chạy tới yêu vực này? Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi, ngồi 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 mao vinh kéo cổ thần và tiểu bạch ngồi xuống nói cổ thần lão đệ ta chính là bị thịt nướng của người hấp dẫn tới đây trước tiên là miếng thịt rồi nói ta ăn một miếng rồi kể lại mọi chuyện với hai người cổ thần gật đầu tiếp tục nướng thịt nguyên bản đã nướng tới bước cuối cùng trong lát sau một khối thịt cự cầu rất nhanh đã nướng xong cổ thần chia làm ba phần dùng que gỗ chế từ trước xuyên qua đưa cho mao vinh và tiểu bạch mỗi người một phần tiểu bạch bị mỹ vị thịt nướng hấp dẫn nhất thời thích thú ngồi ăn Mao Vinh tiếp nhận thịt nướng, hài lòng cười ha ha, nói, bốn năm rồi, cổ thần lão đệ, tròn 4 năm ta luôn luôn nhớ tới thịt nướng của ngươi. Ha ha, đến đến, có mỹ vị thịt nướng như vậy, sao có thể không có rượu ngon làm bạn? Cổ thần lão đệ, vừa nói, trong tay Mao Vinh đột nhiên xuất hiện một chiếc hồ lô màu xanh, đưa sang cho cổ thần. Cổ thần tiếp nhận, mở miệng hồ lô, một mùi hương tinh khiết lập tức nhẹ nhàng bay ra, xây lòng người. Cổ thần nhất thời tỉnh táo tinh thần nói, Ngọc Quỳnh tiên nhưỡng, uống qua một lần Ngọc Quỳnh tiên nhưỡng cổ thần đối với vị đạo của ngọc quỳnh tiên nhưỡng vẫn luôn ghi tạc trong lòng mỹ vị mao vinh vừa xé thịt nướng vừa uống một ngụm ngọc quỳnh tiên nhưỡng thở ra một hơi sảng khoái cười nói ngọc quỳnh tiên nhưỡng của những tiên các cũng giống như thịt nướng của cổ thần lão đệ đồng thời khiến tiểu hòa thượng ta lắc lư hắc hắc lúc này tới đông hoang ta cố ý tới những tiên các lấy đi một ít cổ thần lão đệ ta nói rồi sau này gặp ngươi nhất định phải dùng ngọc quỳnh tiên những khoản đái thật tốt ha ha quả nhiên không sai cổ thần cười nói đa tạ mao huynh tặng rượu ngon chỉ bất quá các tu sĩ tại những tiên các chỉ sợ phải nhăn mặt nhíu mày rồi ai ra quản nhiều làm gì ngọc quỳnh tiên nhưỡng của những tiên các có hơn phân nửa phải cống lên tàng gia đế đình hắc hắc không bằng cống cho tiểu hóa thượng ta còn có một phần nhân tình mao vinh vừa uống rượu vừa ăn thịt thần sắc tràn đầy vui sướng cổ thân nhìn mao vinh trong mắt hiện về kinh hãi hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng tu vi của mao vinh ngày hôm nay so với thời điểm gặp mặt trước kia đã tăng lên không ít liên tưởng tới hiện tượng vài lần biến thân tâm tình thư sướng tu vi tăng lên cực nhanh cổ thân càng thêm khẳng định tinh thần thư sướng đối với tăng trưởng tu vi có tác dụng rất lớn mao vinh có một trái tim rất đơn thuần tuy là hòa thượng nhưng không hề có cấu thúc tâm tính tự nhiên muốn uống rượu liền uống rượu muốn ăn thịt liền ăn thịt ý niệm trong đầu cực kỳ thoải mái thư sướng không biết cố ý hay vô ý đối với tăng trưởng tu vi của mao vinh vẫn như cố cực kỳ tự nhiên cực kỳ hòa hợp cũng như lúc mình lợi dụng tâm niệm thư sướng tiến vào tu luyện vô tình lại ăn khớp với nhau Tuy cổ thần có chút kỳ quái đối với chuyện này, thế nhưng hắn cũng đã từng trải qua, không quá hiếm nạ, hỏi, bốn năm không thấy, tu vi của Mao Huynh tăng mạnh, thực đáng chúc mừng. Không biết vì sao Mao Huynh tại tới yêu vực đông hoang này, Mao Vinh vừa uống rượu vừa ăn thịt, nói, ta bế quan hơn ba năm tại Lam Không Sơn, thẳng cho tới khi hai tháng trước sư phụ đột nhiên trở về, nói muốn đưa ta tới một địa phương rất xa, vì vậy ta đi theo người, lần này đi liền một tháng. Sư phụ mang ta chạy tới yêu vực đông hoang, ban đầu người không nói là phải đi yêu vực. May mà trước khi đi ta đã tới những tiền các một chuyến, bằng không không có rượu chẳng phải khó chịu muốn chết nam thiên tiền bối cũng tới đây cổ thần hỏi nơi đây là chỗ sâu trong yêu vực đông hoang khoảng cách tới trung hoàng không biết bao xa hai người tới nơi này làm cái gì không phải ngươi cũng tới hay sao còn không phải chuyện kia nghe nói không ít tù sĩ nhân tộc đã tới đây tăng gia đế đình cũng tới không ít ngay cả thái tử tăng thiên cơ cũng đến mao vinh nhún vai nói tăng thiên cơ cổ thần và tiểu bạch chăm miệng một lời hỏi tăng thiên cơ tới yêu vực vẻ mặt mao vinh quái dị nhìn cổ thần và tiểu bạch nói tăng thiên cơ là người tới yêu vực sớm nhất chẳng lẽ các ngươi không biết hay sao lẽ nào các ngươi so với tàng thiên cơ còn đến sớm hơn cổ thân mỉm cười nói đúng là tới sớm hơn tàng thiên cơ đến nơi này chính là do tàng thiên cơ ban tặng trách không được thương thiên anh ngươi cư nhiên còn đến sớm hơn so với tàng thiên cơ trong yêu vực này không tốt để hỗn nha thấy nhân tu đám yêu tu một kẻ so với một kẻ đều hưng phấn hơn ngư khí mau vinh đề cao một chút nói bất quá cổ thần lão đệ sao ngươi lại biến thành bộ dáng này thương thiên à ngươi không phải là một đầu yêu lang thực sự đấy chứ cổ thần lắc đầu cười đương nhiên không phải bất quá là một loại ảo thuật mà thôi khiến ta thật nhìn có bộ dáng yêu tu như vậy có thể giảm đi rất nhiều phiền phức mao huynh còn chưa nói cho ta biết vì sao huynh và nam thiên tiền bố lại tới nơi này còn có tăng thiên cơ hắn tới đây làm cái gì mao vinh kỳ quái liếc mắt nhìn cổ thần nói người thực sự không biết cổ thần trả lại một cái trắng mắt nói ta sao biết được Vậy các người tới đây làm cái gì? Nơi này cách trung hoang hơn một nghìn vạn dặm, xung quanh đều là yêu tu à. Mao Vinh kinh ngạc nói, cổ thần còn chưa mở miệng, tiểu bạch đã chẳng mắt nhìn hắn, giành nói. Không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Bị tàng thiên cơ đuổi tới đây, tàng thiên cơ chết tiệt, làm hại ta hôn mê hơn nửa năm. Nơi cách cách trung hoang tới hơn một nghìn vạn dặm. Cho tiểu bạch nói xong, cổ thần mới giật mình kỳ lạ hỏi. Hơn một nghìn vạn dặm cũng quá xa đi. Lấy đoạn tóc của ta hiện tại không có một năm không thể trở về trung hoang. Mao vinh gật đầu nói nghe sư phụ nói đúng là hơn một nghìn vạn dặm chỉ có cổ truyền tống trận mới có thể truyền tống khoảng cách xa như vậy sư phụ mang ta chạy tới đây cùng với tàng thiên cơ tới đều là vì côn ngô bí cảnh côn ngô bí cảnh chính là ở chỗ này cổ thân giận mình nói lập tức hắn nghĩ tới tàn đồ côn ngô bí cảnh đoạt được từ trong tay thiên lang nơi này có địa đồ truyền lưu vậy thì ở gần ngay cạnh côn ngô bí cảnh cũng là điều dễ hiểu âm um, mao vinh một lần nữa gật đầu nói bất quá vị trí cụ thể của côn ngô bí cảnh ta và sư phụ đều không biết chỉ là sư phụ biết trong yêu tộc có địa đồ côn ngô bí cảnh chia làm ba phần phân biệt ở trong tay phong lối ưng tộc hắc hổ tộc cùng sư tộc người mang ta tới đây chính là đoạn lấy ba phần địa đồ này chỉ cần ba phần địa hồ hợp nhất là có thể tìm được vị trí cụ thể của côn ngô bí cảnh rồi địa đồ côn ngô bí cảnh phong lôi ưng tộc một phần hắc hổ tộc một phần cổ thần thi thào lẩm bẩm tiểu bạch kỳ quái hỏi hắc hổ tộc và cùng sư tộc không phải đều là tộc đàn phụ thuộc của phong lôi ưng tộc hay sao phong lôi âm tộc làm thế nào lại để địa đồ trong tay hai tộc kia mao vinh lắc đầu nói ba phần địa đồ này mỗi một tộc đều cất giấu quá mức chặt chẽ tu sĩ yêu tộc cũng không biết ba phần địa đồ ở nơi nào cái này kỳ lạ tu sĩ yêu tộc không biết làm sao sư phụ người biết được tiểu bạch ngạc nhiên hỏi cổ thần liếc mắt nhìn mao vinh trong mắt cũng có thần sắc nghi vấn ngay cả tu sĩ yêu tộc cũng không biết ba phần địa đồ ở nơi nào vì sao nam thiên đạo nhân lại biết được mao vinh nở nụ cười quỷ dị trả lời hắc hắc trước kia ta cũng từng hỏi sư phụ như vậy sư phụ nói đây là do tông chủ thiên đạo tông đạo vô cực nói cho người biết từ hai mươi mấy năm trước thiên đạo tông đạo vô cực thanh âm của cổ thần và tiểu bạch đồng thời vang lên a à, sư phụ nói thiên đạo tông là tông môn không gì không biết mao vinh gật đầu đáp cổ thân mỉm cười thiên đạo tông không gì không biết chỉ là thiên đạo tông khoe khoang nói vậy tuy có chỗ khuếch đại nhưng nếu muốn hỏi việc thiên hạ tông môn nào biết được nhiều nhất vậy thì chính là thiên đạo tông rồi kết trước khi cổ thần có chút thành tựu đã từng có duyên gặp mặt vài lần với tông chủ thiên đạo tông đạo cửu thiên hơi có chút giao tình hôm nay tông chủ thiên đạo tông là phụ thân của đạo cửu thiên tên là đạo vô cực cổ thần chưa từng gặp qua cổ thần gật đầu nói là tông chủ thiên đạo tông cho biết thì ra là thế bất quá có một việc thiên đạo tông nhất định không biết mao vinh hỏi chuyện gì cổ thần nhàn nhạt, nhạt cười nửa năm trước ta mới tới yêu vực tin tức về cùng sư tộc có tan đồ côn ngô bí cảnh không biết vì lý do gì bại lộ ra ngoài ha <laughs> hả cuối cùng dẫn phát một hồi đại chiến giữa hắc hồ tộc và cùng sư tộc hắc <laughs> hắc tan đồ côn ngô bí cảnh của cùng sư tộc đi về đâu thiên đạo tông nhất định không biết hiện tại ta vẫn còn không rõ chính là nếu như phong lôi ưng tộc đã biết về tin tức côn ngô bí cảnh nằm trong tay cùng sư tộc vì sao không tự mình xuất thủ đoạt đồ mà lại để hắc hồ tộc xuất thủ thực sự kỳ quái Ha ha, Mao Vinh cười một tiếng nói: "Tàn Đồ Côn Ngô Bí Cảnh nằm trong tay cùng sư tộc bị bại lộ, tất cả là do sư phụ của ta." Nam Thiên Tiền Bối, cổ thần nhíu mày hỏi: "Thế là thế nào?" Mao Vinh nói: "Nửa năm trước, sư phụ ta lần đầu tiên tới yêu vực muốn đoạt ba phần Tàn Đồ Côn Ngô Bí Cảnh. Đối tượng hạ thủ đầu tiên chính là cùng sư tộc. Kết quả không nghĩ tới khi đó Thất Đại Vương Lôi Dực của Phong Lôi Ưng tộc đang dò xét trong cùng sư tộc, Tàn Đồ không lấy được, ngược lại tiết lộ hành tung, bị Lôi Dực quấn lấy. Lúc đó sư phụ và Phong Lôi Ưng tộc triển khai một lần đại truy sát." yêu tu phong lôi ương tộc có tốc độ thiên hạ vô song sư phụ bị truy sát liền một tháng cuối cùng may mắn thoát thân được trở về trung hoang sau đó dẫn ta tới nơi này cổ thân và tiểu bạch vừa nghe vừa gật đầu Mào vinh tiếp tục nói không nghĩ tới trôi qua lâu như vậy mà chúng yêu tu phong lôi ương tộc vẫn duy trì cảnh giác rất cao sư phụ và ta vừa mới xuất hiện liền bị phong lôi ương tộc theo dõi sư phụ mang theo ta chạy trốn chạy được hơn nửa tháng cuối cùng cho ta vài món pháp bảo bảo mệnh người đã dẫn dắt hai yêu tu phong lôi ương tộc rời đi để mình ta trốn thoát dặn ta tới hắc hồ tộc trộn đi một phần tàn đồ côn ngô bí cảnh khác ai về phần tàn đồ của cùng sư tộc có người nói hắc hổ tộc và phong lôi âm tộc vẫn chưa hề nhận được sư phụ cũng không biết rốt cuộc là đi tới đâu rồi cổ thần ha ha cười trong tay chợt lóe tức thì xuất hiện một quyển trục nói ma huynh đây là địa đồ ma vinh thu hồ lô rượu đưa tay tiếp nhận quyển trục mở ra vừa nhìn nhất thời kinh hải nói tàn đồ côn ngô bí cảnh địa đồ của cùng sư tộc dĩ nhiên nằm trong tay cổ thần lão đê trong thanh âm tràn ngập chấn động tiểu bạch cũng kinh ngạc nhìn cổ thần nàng cũng không biết trên người cổ thần có một trong ba phần địa đồ côn ngô bí cảnh lúc đó nàng đang trong hôn mê cổ thần gật đầu khẽ cười đúng vậy tiểu đệ ngẫu nhiên đụng phải đôi tiểu miêu tiểu lang ha ha, dễ dàng đoạt được phần tàn đồ này vào trong tay đang khi nói chuyện cổ thần vừa ăn vừa thuận lại một lượt quá trình đoạt được côn ngô bí cảnh từ trong tay thiên lang sau khi nói xong thân tình cổ thần sáng ngời nói trách không được hắc hổ tộc lấy được tàn đồ côn ngô bí cảnh liên chuyển giao cho thương lang tộc để thương lang tộc nộp lên phong lối ưng tộc nguyên lai like trong tay bọn họ cũng có địa đồ hiển nhiên là không muốn dẫn tới sự chú ý của phong lôi ưng tộc thuộc hạ tộc đàn của phong lôi ưng tộc có rất nhiều nếu có thể phái hắc hổ tộc đi ra ngoài đoạt đồ vậy thì hắc hổ tộc hiển nhiên rất được phong lôi ưng tộc tín nhiệm rồi mao vinh gật đầu nói không sai có người nói hắc hổ tộc trước đây trong cuộc chiến đấu tranh đoạt lãnh địa của phong lôi ưng tộc đã lập công lao rất lớn mỗi một đời tộc trưởng hắc hổ tộc đều được phong lôi ưng tộc quan trọng cổ thần nói đã như vậy thực lực của hắc hổ tộc kia nhất định không kém yêu tu kim đan kỳ không dưới con số năm mao huynh hiện tại huynh mới có tu vi dẫn hồn trung kỳ muốn đạt được địa đồ trong tay yêu tu kim đan kỳ như vậy độ khó hơi cao cổ thần biến thành thiên dạ lang vương tự nhiên thăm dò được một chút về thực lực của hắc hổ tộc yêu tu kim đan kỳ mặt ngoài có tổng cộng 5 người tộc trưởng hắc ba càng có tu vi kim đan trung kỳ mao vinh khẽ cười nói trộn đạo của ta chính là do sư phụ dạy theo sư phụ nói đạo thuật này xuất phát từ thiên đạo tông sư phụ cho ta ba kiện pháp bảo một kiện nặc thần châu chuyên dùng ẩn nấp khí tức tu sĩ si dưới mạnh tuyển cảnh không thể nào phát hiện ra được một kiện hành thổ lăng có thể đi lại dưới lòng đất dễ dàng trong nháy mắt di động mười dặm so với phi độn trong không trung còn nhanh hơn mấy lần còn có một kiện kim cương ấn là pháp khí công kích thượng phẩm tu sĩ si kim đan kỳ bị đánh trúng cũng phải thụ thương nặng có ba kiện pháp bảo này ta có thể đảm bảo an toàn dưới tay yêu tu không quá kim đan kỳ nếu như có thể lèn vào hắc hổ lính biết được chỗ điện đồ thì coi như cơ hội rất lớn nạp thần châu hành thổ lang kim cương ấn sau khi cổ thần nghe xong liền hiểu ra nói trách không được vừa rồi mau huynh tiếp cận gần chúng ta 30 mươi trượng mà tiểu đệ và tiểu bạch không hề phát hiện ra nguyên lai like có pháp bảo như vậy yêu tu dưới mạnh tuyển cảnh không có kẻ nào có thể ngăn cản rồi chỉ là không biết hắc hổ tộc kia để địa đồ ở nơi nào vật phẩm quan trọng như vậy khẳng định bị giấu tại nơi cực kỳ bí mật coi như là tộc trưởng hắc hổ tộc mang theo bên người muốn chọn được thứ gì đó trên người yêu tu kim đan kỳ sợ là không đơn giản Mao Vinh tiếp lời, nếu như có thể tới gần khoảng cách tộc trưởng Hắc Hổ tộc khoảng 30 trượng, chỉ cần địa đồ để trong túi chữ và thọc cắn khôn trả của hắn thì có 5 phần thành công bị ta trộm vào tay, chỉ cần lấy được ta lập tức dùng hành thổ lăng chui xuống dưới mặt đất, cho dù là tộc trưởng Hắc Hổ tộc có tu vi kim đan hậu kỳ cũng không thể biết được ta đi về phía nào, chỉ là ta sợ Hắc Hổ lĩnh phòng thủ nghiêm mật, muốn lẻn vào Hắc Hổ lĩnh cũng không hề dễ dàng. Nặc Thần Châu có thể ẩn thấp thần thức giò xét, nhưng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, nhãn thần tiểu bạch sáng ngời nói không phải cổ thần có thể biến ao tướng mạ yêu tu hay sao biến thành bộ dáng đặc sứ hắc hổ tộc kia chạy tới hắc hổ lính như vậy không phải đủ để kéo tộc trưởng hắc hổ tộc ra ngoài cổ thần gật đầu nói ý kiến hay ai là đặc sứ hắc hổ tộc mao vinh hỏi một đầu hắc hổ tàn đại vương hắc hổ tộc tên là hắc nha cổ thần nói trên tay hắc nha khẳng định có lệnh phù truyền âm thường xuyên liên hệ với đại vương hắc hổ tộc nếu như biến thành bộ dáng hắc nha cần phải loại trừ hắc nha trước bằng không có hắc nha trò chuyện ta lại biến thành bộ dáng hắc nha chạy tới hắc hổ lính vậy không phải chui đầu vào lưới hay sao mao vinh hỏi hắc nha kia có tu vi gì nếu đã là tan đại vương hắc hổ tộc vậy khẳng định tu vi không kém lập tức mao vinh nhờ tới thời điểm chính mình uống rượu ăn Thì hắc hổ đụng phải một đầu yêu tu hắc hổ hỏi có phải là tu vi kim đan sơ kỳ cổ thần và tiểu bạch cận đầu mao vinh nhíu mày nói yêu tu kim đan kỳ không thể đánh chết dễ dàng tuy nói trong tay ta có kim cương ấn thế nhưng tu sĩ kim đan kỳ cần phải cho ta cơ hội đánh trúng thân thể hắn mới được Cổ thần gật đầu, nói, yêu tu kim đan kỳ đúng là khó đánh chết bất quá. Hai mắt cổ thần sáng ngời, nói tiếp, nếu như kim đan trung kỳ, chúng ta có hợp tác lại cũng không có khả năng giết. Nhưng hắc nhà kia chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, hai chúng ta liên thủ đánh chết hắn ngược lại không phải là không có khả năng. Chúng ta liên thủ, Mao Vinh hỏi, liên thủ như thế nào, còn có ta, phân thân thuật của ta không phải là không có tác dụng. Tu sĩ kim đan sơ kỳ nhất định sẽ bị chút ảnh hưởng. Tiểu bạch ngẩng đầu lên, kêu hạnh nói, cổ thần gật đầu, không sai, có tiểu bạch ở đây phần thắng của chúng ta càng cao hơn nhiều. Tuy rằng yêu tu kim đan kỳ lợi hại, nhưng nếu như chúng ta đánh lén thành công mà nói, cổ thần, Mao Vinh và Tiểu Bạch nói chuyện thật lâu. Tỉ mỉ nghiên cứu một lượt kế hoạch đánh chết đặc sứ Hắc Nha. Ngày tiếp theo, một đầu kim long từ chỗ cổ thần nướng thi thôn qua phóng lên cao. Cái miệng lớn hả ra, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, chuyến khắp mấy trăm dặm. Tốc độ bay của kim long cực nhanh, rất nhanh đã phi độ được khoảng cách mấy trăm dặm yêu thú. Yêu tu gặp phải trên đường đều giết hơn phân nửa, thả đi phân nửa rất nhanh tin tức kim long xuất hiện bị chúng yêu thú yêu tu đào tàu truyền đi cách hơn 4 vạn dặm về phía đông đặc sứ hắc nha của hắc hồ tộc nghe được tin tức này rất nhanh liền chạy tới chỗ kim long phi độn hết tốc độ tốc độ của hắc nha vượt qua các yêu tu khác tới hoàng hôn là người đầu tiên phi độn đến vị trí kim long xuất hiện trong tin tức truyền về đến tận đây hắc nha nhìn thấy xa xa phía tây bắc hơn trăm dặm có một đạo kim quang lóng lánh vô cùng trong kim quang có một đạo thanh mang thoát ẩn thoát hiện tựa hồ như đang chiến đấu kịch liệt với kim quang trong mắt hắc nha căng thẳng lập tức phi độn về phía kim quang chỉ là kim quang và thanh quang mới chiến đấu trong thời gian vài cái chớp mắt đều đồng thời biến mất trong lòng hắc nha quỳnh lên thật vất vả mới có tin tức của kim long vậy mà đột nhiên biến mất trước mặt nhất thời đề cao tốc độ tới cực hạ không quá lâu sau hắc nha đã xuất hiện tại chỗ kim quang và thanh quang vừa mới đánh nhau cái bóng kim long không thấy một chút nhưng một đầu yêu tu thân người đầu sói lại có một nằm thẳng trên mặt đất toàn thân là máu hôn mê bất tỉnh tựa hồ bị thương rất nặng lang yêu bị thương nặng nằm trên mặt đất kia so với thiên dạ lang vương giống nhau như đúc chính là cổ thần biến thành hắc nha thấy thế nhất thời độn quang hạ xuống dừng lại ngay bên cạnh cổ thần hô thương dạ nếu là yếu tu khác dù chết hay trọng thương cứ mặc kệ hắc nha không thèm để ý tới thế nhưng thiên dạ lang vương chính là tộc trưởng của một trong những tộc đàn phụ thuốc lớn nhất của hắc hổ tộc vì hắc hổ tộc quản hạt một phương lãnh địa dài tới hơn 10 vạn dặm chính là tâm phúc của hắc hổ tộc hắc nha làm tam đại vương của hắc hổ tộc lần này làm đặc sứ truy sát kim long thấy thiên dạ lang vương bị thương đương nhiên không thể không để ý hắc nha vừa hạ xuống đất quang trảo pháp lực vẫn bao phủ toàn thân không hề thả lỏng một điểm canh giác qua một lát thấy thiên dạ lang vương vẫn trọng thương bất tỉnh như trước hắn dùng thần thức nhìn quét qua phạm vi hơn vạn trượng không có gì dị thường nhất thời triệt tiêu quang trảo pháp lực đưa tay định nâng thiên dạ lang vương trên mặt đất dậy hai thước một thước nửa thước bàn tay của hắc nha càng lúc càng tiếp cận với bờ vai của thiên dạ lang vương trên mặt đất đúng lúc này mi tâm thiên dạ lang vương chợt lóe rồi đột nhiên bắn ra năm đạo quang mang mô linh phân thần trùy nhanh như thiểm điện hóa thành năm đạo quang mang mạnh mẽ vọt về phía đặc sứ hắc nha nhanh nhanh không gì sánh được đồng thời thiên dạ lang vương đột nhiên mở to hai mắt hai tay đánh một chảo về phía đặc sứ hắc nha trong sát na kim quang trượt lế hai tay biến thành một cự chảo lớn đủ một trượng nào còn có bóng dáng thiên dạ lang vương một đầu kim long dài tới hơn 60 mươi trượng thình lình xuất hiện hai cự chảo lớn đủ trượng dưới nhất tề trộm mạnh vào đấu hắc nha đồng thời cái miệng kim long mở lớn một ngụm viêm hỏa phần thiên phun ra hỏa diễm thuần một màu trắng vừa nhìn đã biết nhiệt độ cực kỳ cao nếu như bị phun trúng cho dù là thân thể yêu tu kim đan kỳ cũng phải bị thương tổn. Nói thì chậm, tất cả quá trình diễn ra cực nhanh, từ đầu tới cuối giống như trong chớp nhoáng. Cho dù Hắc Nha có tu vi kim đan sơ kỳ, thế nhưng bị cổ thần đột nhiên đánh lén cũng không thể trở tay kịp, hoàn toàn không kịp sử dụng pháp bảo phòng ngự. Bất quá, yêu tu kim đan kỳ trong cơ thể đã kết thành kim đan, pháp lực đã đạt tới cảnh giới tự động ngân địch. Mô Linh phân thần chuyển hóa thành năm đạo quang mang vừa mới tiếp cận gần Hắc Nha khoảng cách chừng hai tấc, đột nhiên một đạo quang trào pháp lực vô hình xuất hiện, che chắn trước thân thể Hắc Nha thật nhìn quang cháo pháp lực này giống như hư vô thế nhưng cường độ lại phi thường to lớn mô linh phân thần trùy đều là pháp bảo công kích trung phẩm kích vào quang cháo pháp lực như hư vô này không thể tiến thêm nửa phần bất quá trong sân na viêm hỏa phần thiên trong miệng kim long cùng với long chảo thật lớn đồng thời phủ lên người hắc nha viêm hỏa phần thiên phủ lên quang cháo pháp lực hư vô quang cháo pháp lực vẫn không sứt mẻ như trước lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ kết này cổ thần hiếm thấy bất quá công kích của cổ thần còn chưa kết thúc hai long chảo màu vàng mang theo lực lượng vô cùng to lớn hầu như đồng thời với viêm họa phần tiên trục mạnh và quang chảo pháp lực ừm um, một tiếng nổ rung trời chuyển đắt đột nhiên vang lên va chạm sản sinh sóng chấn động trong nháy mắt khuếch tán bốn phương trong phương viên hơn 10 trượng xung quanh nhất thời nổ lên cơn gió mạnh vô số lá cây đá vụn đất cát nhất thời bị cơn gió thổi bay lên không trung giống như tầng tầng cuộn sóng lấy điểm va chạm giữa hai long chảo và quang chảo pháp lực đầy đi bốn phương quang chảo pháp lực của hắc nha chỉ là tự động hình thành trong thời gian cực ngắn lần đầu tiên chặn được công kích ngũ linh phân thần trùy lần thứ hai chặn được công kích viêm họa phần thiên tuy rằng hai lần đều hoàn toàn ngăn cản được công kích của cổ thần thế nhưng đã tiêu hào không ít pháp lực lần thứ ba hai long chảo thật lớn của cổ thần đồng thời công kích vào quang chảo pháp lực lực công kích vượt qua ngũ linh phân thần trùy và viêm hỏa phần thiên dù sao cường độ thân thể chính là vốn liếng lớn nhất của cổ thần dưới thiên cương thối thể đại pháp bệ thất trọng cường hóa hơn nữa biến thành kim long thân thể của cổ thần hoàn toàn đã đạt tới mức độ miểu sát bồi nguyên hậu kỳ cách kim đan kỳ không xa quang chảo pháp lực của hắc nha lay động kịch liệt dù sao cũng là quang trào pháp lực tự động hình thành trong lúc bất chợt không phải là hắn toàn lực thôi động cho dù thực lực của cổ thần không bằng hắc nha nhưng dưới ba vòng công kích vòng sau mạnh mẽ hơn hẳn vòng trước cũng đã xuất hiện vết rách phá hủy một cái khe vậy là đủ rồi trong cái khe chợt lấy bạch mang cái khe này vừa lúc ngay bên cạnh băng linh trùy nhất thời băng linh trùy tận dụng thời cơ trong ngày mắt đã xuyên thấu qua quang trào pháp lực của hắc nha một đạo bạch mang mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực phải của hắc nha hắc nha hừ thả một tiếng thân thể nhoáng lên băng linh trùy vừa vào cơ thể lập tức điên cùng tàn phá mọi thứ cản đường đi kim mạch xương cốt của hắc nha trong nẻ mắt bị thụ thương nếu như ngũ linh phân thần trùy là pháp bảo cực phẩm vậy thì chỉ cần một băng linh trùy đủ sức miểu sát hắc nha trong nẻ mắt cho dù là pháp bảo thượng phẩm cũng đủ khiến hắc nha đó đất không dậy nổi bất quá băng linh trùy của cổ thần đã từ pháp bảo cực phẩm thoái hóa thành pháp bảo trung phẩm tu vi của hắc nha lại đạt tới kim đan sơ kỳ còn là yêu tu cường độ thân thể trở sinh mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu sĩ nhân tộc Pháp bảo trung phẩm gây ra thương tổn đối với hắc không phải quá nghiêm trọng. Băng linh trùy tạo thành thương tổn đối với hắc nha chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không phải chí mạng, ngay cả thương nặng cũng chưa tới. Thế nhưng ngũ linh phân thần trùy tương đối bá đạo, nếu như không kịp thời khu trục, cho dù là một băng linh trùy nho nhỏ, theo thời gian trôi qua có thể tạo thành thương thế cực nặng đối với hắc nha. Băng linh trùy vào cơ thể, hắc nha không thể để nó tự do tàn phá, khiến hắn phải phân ra một bộ phận pháp lực, trong ném mắt tẩy băng linh trùy vào một góc nhất thời đầy bật băng linh trùy ra khỏi cơ thể cái khe trên quang trào pháp lực phía trước đã sớm biến mất giống như hoàn toàn không bị thương tổn cự trào màu vàng của cổ thân lại một lần nữa kích vào quang trào pháp lực lúc này hắc nha đã phản ứng lại không chỉ phân ra một bộ phận pháp lực bức băng linh trùy ra khỏi cơ thể đồng thời còn truyền vào quang trào pháp lực rất nhiều pháp lực nhất thời cường độ quang trào pháp lực giống như từng đồng vách sắt cho dù cổ thần dùng long trào công kích cũng không thể lay động trong thời gian ngắn muốn chết hắc nha bạo giống một tiếng thân thể trong nháy mắt thu hóa hoàn toàn biến thành đầu hổ trên trán có một chữ vương thật lớn thân thể cũng từ độ cao người thường trong nháy mắt biến thành cao năm trượng một cây hổ đầu trượng dài tới mấy trượng màu đen bóng trong né mắt xuất hiện trên tay hắc nha hắc nha quát lên một tiếng hổ đầu trượng thật lớn mạnh mẽ đánh xuống một tiếng vỡ vụn trói tai nhức góc vang lên không gian bị hắc nha bổ súng tạo thành vết sách sản sinh cơn gió cường liệt trong né mắt truyền đi trăm trượng trong sân na phạm vi phương viên trăm trượng mặt đất sinh ra vài vết nứt nẻ vô số cát đá bùn đất theo cơn gió mạnh giống như vài đầu thổ long thật dài khuếch tán đi bốn phía tuy lực một trượng này đối với tu sĩ bồi nguyên hậu kỳ có một miểu sát một có hai miểu sát hai cho dù cổ thần dưới trạng thái long hóa cũng có khoảng cách nhất định không thể mạnh mẽ liều mạng cổ thần lui nhanh về phía sau miệng lớn hẻ ra hai kiện pháp bảo trung phẩm lập tức bay ra cả hai kiện đều là pháp bảo phòng ngự nhất thời hóa thành hai mặt quang thuẫn pháp lực thật lớn chắn giữa cổ thần và hắc nha trong huyệt động tại sơn cốc sâu thẳm, cổ thần giết mấy trăm yêu tu, thu được hơn 20 kiện pháp bảo trung phẩm, trong đó có hai kiện pháp bảo phòng ngự. Sau 6 tháng bế quan, tất cả các pháp bảo đều đã bị cổ thần luyện hóa, có thể phát huy trăm phần trăm uy lực của pháp bảo. Kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm đầu tiên bị hổ đầu trượng bổ xuống, chỉ trong thời gian nảy mắt, nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, nhất thời biến thành vô số mảnh nhỏ, hoàn toàn bị hủy hoại, phiêu tán bốn phương tám hướng. Phá hủy một kiện pháp bảo, hổ đầu trượng tiếp tục đánh về phía trước lại bổ vào kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm thứ hai lực công kích của hắc nha so với tàng thiên cơ tiện tay đánh một trường hiển nhiên yếu hơn nhiều kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm thứ hai biến thành quang thuần đã thành công ngăn cản được hổ đầu trượng của hắc nha pháp bảo chỉ sản sinh một vết rách liền cấp tốc thu nhỏ bay ngược về phía sau trở lại mi tâm cổ thần hổ đầu trượng cũng bị bán ngược trở về thân thể cổ thần đã thành công lui lại phía sau hơn 30 mươi trượng long thân vừa chuyển cổ thần nhất thời quay ngược phi độn cực nhanh giống như không địch lại muốn chạy trốn dồn hết toàn lực đánh một trượng dĩ nhiên không thể làm thương cổ thần nửa phần trong lòng hắc nha giận dữ quát lớn chạy đi đâu nếm thử lợi hại của bàn đại vương đang khi nói chuyện hắc nha đạp mạnh trên mặt đất nhất thời phương viên hơn mười trượng xung quanh đều tầng tầng nứt nẻ vết xích giống như mạng nhện ngang dọc đan sen thân thể hắc nha càng giống như đạn pháo cấp tốc đuổi theo sát phía sau cổ thần trong chớp mắt cổ thần đã chạy được hơn một trăm trượng hắc nha cũng đuổi theo hơn một trăm trượng hắc nha giống một tiếng to hổ đầu trượng trong tay lại cấp tốc đánh xuống thần thức của hắc nha vẫn tỏa ra bao phủ một nghìn trượng, trong vòng một nghìn trượng này ngoại trừ đầu kim long trước mắt, không hề có bất cứ vết tích tu sĩ hay yêu tu nào. lúc này lửa giận trong mắt hàn cháy bừng bừng, chỉ còn lại kim long phía trước, Thế phải giết chết kim long. cổ thân đột nhiên quay đầu lại, lộ ra nụ cười quỷ dị. hắc nha không phát hiện, trong nhảy mắt khi hắn bổ xuống hổ đầu trượng, đột nhiên trên mặt đất lóe lên kim quang, một đoàn kim quang từ dưới đất lao ra, mạnh mẽ bắn nhanh về phía hắc nha. trong sát na một cố nguy cơ chí mạng nhất thời bao phủ hắc nha, phát bảo thượng phẩm chính là công kích của pháp bảo thượng phẩm hăng nha kinh hãi vừa rồi hắn dùng thần thức quét rõ ràng trong phương biên một nghìn trượng dưới nền đất ba trăm trượng không hề phát hiện ra bất cứ tu chân giả nào lúc này dĩ nhiên có người ẩn nấp ngay dưới bàn chân hắn trong tình huống không hề phòng bị đột nhiên tiến hành đánh lén tốc độ của kim quang kia cực nhanh mắt thầy sẽ anh kích vào hai chân hy nha hăng nha không hổ là yêu tu kim đàn kỳ. trong lúc cấp bách hai chân đột nhiên điểm mạnh xuống dưới lúc này đây không hề có tầng tầng nứt nè như trước thế nhưng mặt đất bị hai bàn chân lớn như một người bình thường đạp xuống tạo thành hố sâu một trượng thân thể Nha trong nháy mắt này chuyển biến sang một bên đoàn kim quang kia không bắn trúng hai chân hắc nha nhanh như thiểm điện tiếp tục đuổi theo thân thể hắc nha còn chưa kịp di động này tránh đã bị kim quang bắn trúng hét thảm thiết một tiếng hắc nha phun ra một ngụm máu tươi thân thể nhất thời bị đoàn kim quang kia đánh trúng bay sang một bên hiển nhiên thủ thương không nhẹ kim quang vừa tan tiểu hòa thượng mao vinh lập tức xuất hiện mi tâm chợt lấy kim quang phát bảo công kích thượng phẩm kim cương ấn thu vào trong mi tâm Hắc Nha còn đang bay ngược về phía sau, cả kinh tới chừng mắt há mồm. Hóa thượng này dĩ nhiên chui dưới đất. Vừa rồi hắn dùng thần thức dò xét cẩn thận mà không hề phát hiện ra dù chỉ một chút. Dâm, thân thể Hắc Nha ngã xuống mặt đất, mặt đất lay động, thổi lên một đoàn cát bụi. Đột nhiên ngực phải của Hắc Nha phun ra một vòi máu tươi. Nơi này đầu tiên bị băng linh trùy tạo thành thương nhẹ, sau đó lại bị kim cương ẩn đánh trúng. Vết thương một lần nữa nứt ra, máu tươi phun thẳng ra ngoài. Giết! cổ thân và mao vinh đồng thời quát lên long thân của cổ thần trực tiếp vọt với hắc nha mi tâm mao vinh trợt lấy kim cương ấn lại một lần nữa anh kích về phía hắc nha lần tập kích thứ nhất đạt được kỳ hiệu kim cương ấn của mao vinh thành công bắn trúng thân thể hắc nha khiến hắn bị ngoại thương không nhẹ đường đương là yêu tu kim đan kỳ cho dù đối mặt với vài yêu tu bổ nguyên hậu kỳ hắc nha vẫn có thể quét ngang thế nhưng dĩ nhiên lại bị hai gã tu sĩ si dẫn hồn kỳ đánh lén trọng thương trong lòng hắc nha giận dữ thế nào rất dễ đoán được mắt thấy kim long và kim cương ấn lại đánh qua đây hắc nha sai người đứng lên chỉ thấy ngay giữa mì tâm hẳn lóe lên một đạo bóng đen một trung niên nhân mặc hắc y đột nhiên xuất hiện trước mặt hắc nha đối diện với công kích của kim long và kim cương ấn trung niên nhân mặc hắc y làm như chẳng đáng hai tay điểm về phía trước trong nháy mắt bắn ra hai đạo hắc mang xe tới kim long và kim cương ấn của mao vinh đối với công kích của long trảo và kim cương ấn trung niên nhân mặc hắc y đúng là không thèm quan tâm đối với đạo hắc mang công kích tới cổ thần tựa hồ cực kỳ lưu ý nhất thời thân thể dừng lại lùi nhanh về phía sau tiểu hòa thượng mao vinh vừa nhắc tay một kiện pháp bảo phòng ngự lập tức bay ra hóa thành một tấm quang thuẫn chắn trước mặt cổ thần quát lớn chạy mau quang thuẫn do kiện pháp bảo phòng ngự trung phẩm hình thành giống như vật ảo hắc mang kia dễ dàng xuyên qua không có bất luận cản trở nào rất nhanh bắn về phía mao vinh nghe được cổ thần nhắc nhở mao vinh đã lưu ý thấy pháp bảo phòng ngự không có bất luận tác dụng ngăn trở nào với hắc mang trong lòng thất kinh nhất thời chui nhanh xuống lòng đất biến mắt không còn thấy đâu nữa kim quang do kim cương ấn hóa thành không có gì ngăn trở trực tiếp oanh lên người hắc y nhân tạo thành một vết rách từ đó cuộn ra một đạo hắc khí nhưng không hề thấy máu tươi chảy ra dường như bên trong thân thể hắc y nhân kia chỉ có một đoàn hắc khí không hề có xương cốt máu thịt thân thể cư nhiên không phải huyết nhục trong sát na thân thể hắc y nhân dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại nguyên trạng vết sách do kim cương ấn tạo thành đã biến mất không thể tăm hơi tựa hồ không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng với hắn hắc y nhân này chính là linh hồn của hắc nha nhìn qua giống như người thực trên thực tế lại không có huyết nhục chỉ là hư ảnh do linh hồn tới bồi nguyên kỳ ngưng luyện thành theo tu vi đề thăng sẽ dần chuyển từ hư vô tới thực thể linh hồn tu sĩ có thể rời khỏi thân thể theo linh hồn càng mạnh thì thời gian rời khỏi thân thể càng dài lúc này khả năng chịu đựng thương tổn của linh hồn cũng càng lúc càng lớn bởi vì linh hồn không phải huyết nhục thế nên nếu chỉ dùng những công kích làm tổn thương tới thân thể đơn thuần căn bản không có nửa điểm tác dụng với linh hồn công kích do linh hồn phát sinh, đồng dạng không bị bất luận pháp bảo nào ngăn trở, trực tiếp công kích tới linh hồn đối thủ, quỷ dị vô cùng. Tu sĩ Kim Đan kỳ sở dĩ mạnh hơn gấp 10 lần tu sĩ Bồi Nguyên hậu kỳ là bởi vì sau khi kết đan, thực lực linh hồn được cường hóa lên không chỉ 10 lần. Linh hồn ở Bồi Nguyên kỳ còn không chịu nổi thương tổn do ngoại lực mà linh hồn ở Kim Đan kỳ chỉ cần không bị tán loạn toàn toàn, trong sát na liền có thể ngưng tụ lại. Linh hồn vốn là vô hình, muốn tạo thành thương tổn rất khó, còn muốn tiêu diệt lại càng khó hơn cổ thần trực tiếp rời xa linh hồn hắc nha 50 mươi mới dừng lại thân thể mặt đất ở một bên vừa nhộn nhạo liền thấy mao vinh chui ra nói công kích thật quỷ dị cổ thần gật đầu nói đây là linh hồn công kích cần phải chủ tâm lấy cường độ linh hồn của hai chúng ta nếu bị bàn chúng sẽ trực tiếp bị miểu sát thể linh hồn không sợ bất luận công kích thân thể nào tu vi kim đan kỳ của nhiên biến thái mao vinh cảm thán một tiếng lại nói đáng tiếc với tu vi hiện tại của ta không thể luyện thành ngũ thủ ấn bằng không bị ta trục được dù là thể linh hồn cũng phải hôi phi yên diệt. Cổ thân mỉm cười, nói, không sao, thể linh hồn mặc dù không sợ hãi công kích thân thể nhưng cũng không phải là vô địch. Hắc hắc, chỉ cần nhắm vào chỗ yếu của linh hồn, khi đó khiến linh hồn thụ thương còn dễ dàng hơn so với thân thể. Hơn nữa một khi linh hồn thụ thương so với thân thể thụ thương càng nghiêm trọng hơn nhiều. Không có 8 năm 10 năm an dưỡng, đừng mơ tưởng khôi phục được. Mao Vinh cũng cười nói, hiện tại thân thể hắn đã trọng thương hắc hắc nếu linh hồn cũng thụ thương chơi à chúng ta thực sự có thể đánh chết một gã yêu tu kim đan kỳ nếu sư phụ ta biết được xem hắn còn dám coi thường ta nữa không ha ha cổ thân và mao vinh đứng cách xa linh hồn hắc nha hơn 50 mươi trượng chuyện trò như thường hắc nha thấy vậy trong lòng giận dữ lạnh lùng nói hai tiểu tử không biết trời cao đất rộng dám đả thương thân thể tam đại vương ta quả thực là tìm chết phải bắt thân thể các người bồi tội đang lúc nói chuyện linh hồn hắc nha nhất thời tiến về phía trước nhanh chóng đi về phía cổ thần và Mao Vinh. Cổ thần và Mao Vinh vẫn cười đùa như thường. Linh hồn Hắc Nha vừa mới đi được chưa tới một trượng, đột nhiên phía trước xuất hiện một trận gió xoáy, cuốn tất cả mọi thứ xung quanh lên cao. Linh hồn Hắc Nha cũng bị gió cuốn vào bên trong. Nhất thời một tiếng thét thê thảm từ bên trong trận gió xoáy truyền ra, hắc ảnh trượt lế. Linh hồn hắc nha từ bên trong gió xoáy đã lui trở về, chỉ là hai tay của linh hồn đã bị đứt. Đầu lạnh sang một bên, đuôi phải chỉ còn lại một nửa. Toàn bộ thân thể dường như bị chém rụng tới phân nửa. Linh hồn sợ nhất là gì? Ngoại trừ công kích linh hồn, chính là gió. Linh hồn vốn là thể hư vô, nếu bị gió thổi qua lập tức bị tán loạn, theo cường độ linh hồn càng mạnh. Dân truyền hư thành thực thì sức chống cự với gió cũng mạnh hơn. Thế nhưng linh hồn trung quy vẫn là linh hồn. Cho dù đã hóa thành thực chất thì cường độ vẫn còn kém xa so với thân thể. Tuy rằng không sợ công kích thân thể, thế nhưng bị gió thổi qua lại bị tán loạn. Chỉ là một trận gió, lấy thân thể bối nguyên hậu kỳ liền dễ dàng chống được. Thế nhưng linh hồn kim đan kỳ trong ngày mắt sẽ bị tán loạn linh hồn bị gió thổi tan và bị pháp bảo đánh tan là hai chuyện khác biệt pháp bảo đánh trúng linh hồn tuy rằng có thể đánh tan một bộ phận linh hồn thế nhưng bộ phận linh hồn bị đánh tan đó cũng không biến mất rất nhanh có thể hội tụ trở lại một lần nữa hoàn toàn bình yên vô sự thế nhưng linh hồn bị gió thổi tan dưới lực xoáy cực mạnh linh hồn dù đã thực hóa cũng bị đánh tan theo làn gió biến mất không còn thấy tăm hơi khi đó bộ phận linh hồn bị thổi đi không thể trở lại linh hồn tự nhiên bị thương tổn linh hồn hắc nha đau đớn hết thảm lên một tiếng rất nhanh những bộ phận bị mất đi lại một lần nữa mọc dài ra thế nhưng bộ phận mọc dài ra này là lấy năng lượng từ những bộ vị khác đợi linh hồn hắc nha một lần nữa trở lại hoàn chỉnh cường độ linh hồn đã giảm đi không ít thật nhìn phần thực chất đã nhạt đi rất nhiều linh hồn hắc nha kinh khủng nhìn lên trận gió xoài phía trước đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh say người vừa nhìn hai mắt trợn trừng tràn đầy sợ hãi chi thể phía sau này không biết từ khi nào cũng xuất hiện mấy trận lốc xoáy cứ cách mấy trượng liền có một cổ lốc xoáy dựng thẳng lên cao trong vòng phạm vi hơn 10 trượng đều là như vậy hắc hắc rơi vào cửu hoang toàn phong trận giám xuất ra thể linh hồn đây mới thực là muốn chết ha ha cho dù không chết cũng phải lột một tầng ra cổ thân nhìn chính cổ lốc xoáy dựng thẳng lên cao ở phía trước cười khẽ nói cửu hoang toàn phong trận dùng chín khối xương cốt hoang thú lan tài liệu chính cùng với 99 khối linh thạch trung phẩm một khối linh thạch thượng phẩm cộng thêm rất nhiều tài liệu bố trận cơ bản để tạo thành có thể biến phạm vi hơn 10 triệu vuông thành cửu hoang toàn phong trận cương độ gió xoay đối với thân thể tu sĩ ngoài bồi nguyên kỳ rất khó tạo thành thương tổn thế nhưng đối với thương tổn linh hồn lại vô cùng nghiêm trọng đây chính là một trận pháp chuyên dùng đối phó với linh hồn cổ thần dùng khung xương hoang thú cự cầu chia làm chín bộ phận vừa vạn tạo thành cửu hoang toàn phong trận chỉ có điều hoang thú cự cầu là hoang thú bồi nguyên trung kỳ hiệu quả không được tốt lắm nếu có xương cốt của hoang thú bồi nguyên hậu kỳ như vậy đủ có thể miểu sát linh hồn kim đan sơ kỳ cũng không để linh hồn hắc nha có thể thoát ra khỏi lốc xoáy như vậy đánh lén hắc nha khiến thân thể hắn thụ thương dùng kim cương ấn đẩy thân thể hắn vào trong cửu hoang toàn phong trận thân thể hắc nha trọng thương buộc phải đưa linh hồn ra ngoài chiến đấu lập tức bị cửu hoang toàn phong trận tiêu diệt tất cả những bước này từ sớm đã nằm trong kế hoạch của cổ thần cho dù hắc nha có là yêu tu kim đan sơ kỳ thực lực gấp 10 lần cổ thần và mao vinh thế nhưng vẫn không thoát khỏi âm mưu của cổ thần thân thể bị thương linh hồn hao tổn còn đang bị vây trong hiểm cảnh cổ thần lão đệ cửu hoang toàn phong trận này của lão đệ của nhiên lợi hại ha ha ngay cả linh hồn kim đan kỳ cũng không chịu nổi mao vinh thấy linh hồn hắc nha thụ thương hài lòng cười nói ha ha lợi hại chân chính còn đang đợi ở phía sau cổ thân cười nói cổ thân vừa dứt lời chính con lóc xoáy dựng thẳng lên cao bắt đầu đống loạt di động lấy ba cột hợp thành một nhóm nhằm hướng linh hồn hắc nha di động qua thân thể hắc nha bị gió xoáy qua vẫn bình yên vô sự linh hồn muốn không bị gió xoáy công kích chỉ có cách trở lại trong thân thể nhưng linh hồn hắc nha cách thân thể chừng 10 trượng muốn trở lại trong thân thể bắt buộc phải đi qua ít nhất ba cổ lốc xoáy mới vừa rồi chỉ một đạo lốc xoáy đã khiến linh hồn hắc nha hao tổn rất nhiều nay muốn đi qua ba đạo đúng như lời cổ thần nói không chết cũng phải lột mất một tầng da thế nhưng linh hồn hắc nha không còn lựa chọn nào khác cho dù hắn không động nhưng chín đạo lốc xoáy vẫn động dần dần cũng sẽ thổi qua linh hồn hắn bị chín đạo lốc xoáy thổi qua linh hồn hắc nha chỉ còn đường chết chắc đi qua ba đạo lốc xoáy trốn vào thân thể vẫn còn con đường sống không nói hai lời linh hồn hắc nha liền phóng về phía thân thể rất nhanh liền tiến vào trong đạo lốc xoáy thứ nhất một tiếng kêu thê thảm từ bên trong lốc xoáy chuyển ra lập tức linh hồn hắc nha đi ra hình thể linh hồn lại bị gió xoáy thổi đi phân nửa bắt quá chỉ trong giây lát những bộ phận thiếu khuyết trên thể linh hồn một lần nữa mọc ra nhưng cường độ linh hồn lại giảm đi thật lớn bắt đầu xuất hiện hiện tượng hóa hư vô mỗi lần linh hồn hắc nha xông qua lốc xoáy thì cường độ linh hồn lại giảm đi thật lớn liên tiếp xông qua ba đạo lốc xoáy, cuối cùng trước khi nhập vào trong thân thể, linh hồn đã cực kỳ suy yếu, so với linh hồn bồi nguyên hậu kỳ còn suy yếu hơn. Lúc này, cả thân thể và linh hồn Hắc Nha đều trọng thương. Linh hồn nhập thể, thân thể Hắc Nha trong nhảy mắt khôi phục lại thần trí, trong mắt chỉ còn lại về kinh hoàng, không còn một chút tùy tiện nào. Lốc xoáy của Cửu Hoang Toàn Phong trận đối với nhục thể Hắc Nha không thể tạo thành bất kể thương tổn nào. Bởi vậy lúc này Cửu Hoang Toàn Phong trận đối với hắn mà nói giống như không. Nếu sớm biết nơi này có bay Cửu Hoang Toàn Phong trận, có thế nào hắc nha cũng quyết không cho linh hồn rời khỏi thân thể hắc nha không nói một câu tung ra một kiện pháp bảo nhất thời hóa thành một đạo hắc mang phóng lên cao hắn không còn tâm tình tái chiến lúc này hắc nha chỉ còn một ý niệm duy nhất là chạy thân thể và linh hồn trọng thương không nói lúc này hắc nha khó chống lại được cổ thân và mao vinh liên thủ thương thế của hắn nếu như không nhanh chóng được tính dưỡng trị liệu sợ rằng thêm một chút nữa đủ khiến kim đan của hắn bị nghiền nát linh hồn thoái hóa tu vi thụt lùi về bồi nguyên hậu kỳ lúc này hắc nha chỉ muốn về thẳng ngay hắc hổ lính sau đó bế quan tinh dưỡng 8 năm 10 năm mới có thể khôi phục lại thương thế. Trong sát na, Hắc Nha đã thoát khỏi cửu hoang toàn phong trận, nhắm về Hắc Hổ lĩnh phía tây bắc, nhanh chóng phi độ đi. Bất quá, cổ thần từ lâu đã đoán được phản ứng này của Hắc Nha. Tại phương hướng Hắc Hổ lĩnh đã sớm có mai phục, Hắc Nha vừa mới thoát ra khỏi cửu hoang toàn phong trận, một thiếu nữ mặc bạch y chừng 14 10 năm tuổi đột nhiên xuất hiện, chắn tại phía trước. Theo bản năng, ánh mắt Hắc Nha liền chú ý lên người thiếu nữ mặc bạch y. Thiếu nữ mặc bạch y chính là Tiểu Bạch, khi ánh mắt Hắc Nha vừa nhìn, trong ánh mắt tiểu bạch đột nhiên lấy ra một đạo lục mang quỷ dị sử dụng tới phân thần thuật nhất thời linh hồn hắc nha giống như chúng đòn nghiêm trọng trong đầu ông một tiếng mất đi ý thức sáu đạo quang mang đột nhiên xuất hiện tại sau người hắc nha chính là ngũ linh phân thân truy của cổ thần và kim cương ấn của mao vinh ngày lúc hắc nha lâm vào hôn mê liền đồng thời tập kích tới sau lưng hắn thân thể hắc nha vốn đã trọng thương lại một lần nữa bị kim cương ấn đánh trúng. toàn bộ thân thể bị anh ra thành một lỗ lớn máu thịt lẫn lộn đồng thời ngũ linh phân thân truy bay tới bắn vào trong thân thể hắc nha bị ngũ linh phân thân truy nhập thể mặc cho hắc nha có bản lĩnh lớn tới đâu cũng khó chống lại được kêu thả một tiếng đội quang màu đen run lên nhất thời tiêu tán thân hình hắc nha rơi xuống ngã nằm trên mặt đất ngũ linh phân thân truy ở sau lưng hắn không ngừng tàn phá kinh mạch huyết nhục của hắn vừa ngã xuống mặt đất thân hình hắc nha đã cò rúm lại nếu linh hồn hắc nha chưa bị hao tổn phân thần thuật của tiểu bạch tuy rằng sẽ có chút ảnh hưởng nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn mà thôi hắc nha cũng không đến nỗi hoàn toàn mất đi thần trí rồi bị cổ thần và mao vinh tập kích thành công thế nhưng trong cửu hoang toàn phong trận linh hồn hắc nha đã bị trọng thương từ lâu suy yếu đến mức còn kém hơn linh hồn bồi nguyên hậu kỳ không bằng được linh hồn biến dị của tiểu bạch đã có tu vi dẫn hồn hậu kỳ đối với phân thân thuật của nàng linh hồn dưới kim đan kỳ không thể chống đối thoáng cái liền thu được kỳ hiệu khiến hắc nha chúng phải công kích trí mạng của cổ thần và mao vinh bằng không mà nói hắc nha trung quy vẫn là yêu tu kim đan kỳ nếu một mực đào tàu cổ thần và mao vinh dù muốn chặn lại cũng không phải dễ dàng ba đạo độn quang hiện ra trước mặt hắc nha cổ thần tiểu bạch mao vinh cùng lúc xuất hiện nhìn hắc nha đang trọng thương phía trước trên mặt cả ba đều lộ vẻ vui mừng chúng ta thực sự đã đánh chết một gã yêu tu kim đan kỳ ha ha mao vinh cười nói đây là chiến tích lớn nhất của ta rồi cổ thần cười nói nếu không phải ba người chúng ta liên hợp một đánh chết tên này không phải dễ dàng bất quá cuối cùng vẫn cần tới phân thần thuật của tiểu bạch mới có thể ngăn chặn hắn chạy trốn ha ha nếu không có tiểu bạch cho dù chúng ta đánh hắn trọng thương cũng không thể lưu hắn lại ha ha thời điểm mấu chốt vẫn phải dựa vào ta. Tiểu Bạch cười nói. Mao Vinh nói, yêu tu kim đan sơ kỳ, đừng nói là dẫn hồn kỳ. Cho dù hơn mười tu sĩ bồi nguyên kỳ cũng không thể giết được yêu tu kim đan kỳ. Ba người chúng ta không ai có tu vi quá dẫn hồn kỳ lại có thể đánh chết được yêu tu kim đan sơ kỳ. Đây đã là chuyện phi thường rồi. Cổ thân mỉm cười nói, ta còn có trận pháp càng lợi hại hơn. Nếu có tài liệu trận pháp tốt, đừng nói kim đan sơ kỳ, cho dù là yêu tu kim đan trung kỳ cũng có thể đánh chết. Tiểu Bạch, linh hồn hắn đã trọng thương nàng có thể thi triển mê hồn thuật với hắn nếu ta muốn giả dạng hắn bắt buộc phải thu được ký ức của hắn bằng không lần này đi hắc hổ lĩnh lại bị bại lộ chân tướng như lúc trở lại động phủ thiên lang vấn đề này rất lớn được tiểu bạch gật đầu đi tới trước mặt hắc nha nguyên bản tiểu bạch không thể thi triển mê hồn thuật với linh hồn kim đan kỳ thế nhưng linh hồn hắc nha đã bị hao tổn còn suy yếu hơn so với linh hồn bồi nguyên hậu kỳ thế nên hiện tại mê hồn thuật của tiểu bạch cũng có thể phát huy công dụng không lâu sau hắc nha đã bị tiểu bạch sử dụng mê hồn thuật chiếm được những ký ức cổ thần muốn chỉ đáng tiếc một điều chính là hắc nha cũng không biết hắc Hồ tộc có bản đồ côn ngô bí cảnh ngay cả hắn là tam đại vương cũng không biết được có thể nghĩ tin tức côn ngô bí cảnh bí ẩn cỡ nào trong hắc Hồ tộc tại hắc Hồ tộc biết được tin tức côn ngô bí cảnh sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có hai ba người mà thôi thậm chí chỉ có hắc Hồ đại vương mới biết được không chừng thông qua kế ức hắc nha cổ thần có thể lý giải được hoàn cảnh hắc Hồ linh và một ít yêu tu thương lượng một chút với ma vinh về chi tiết bản đồ lại cẩn thận nghiên cứu sau đó cổ thần liền đưa cho ma vinh một khối lệnh phù truyền âm để hai người tiện liên lạc ngày hôm sau cổ thần liền hóa thành hình dạng hắc nha nhằm hướng hắc hổ lĩnh phi độn đi trên người cổ thần còn có hai khối lệnh phù truyền âm một khối là hạ phẩm cũng giống như khối trong tay mao vinh nguyên bản là của thiên dạ lang vương và thiên vũ dùng để liên hệ một khối trung phẩm còn lại chính là vật trên người tam đại vương hắc nha lệnh phù truyền âm hạ phẩm chỉ có thể truyền âm hơn 10 vạn dặm lệnh phù truyền âm trung phẩm có thể truyền âm xa hơn trăm vạn dặm nếu là có lệnh phù truyền âm thượng phẩm trong phạm vi ngàn vạn dặm đều có thể truyền âm Hắc Hổ lĩnh nằm ở phía tây bắc nơi này, cách xa hơn 21 vạn dặm. Cổ thần mỗi ngày có thể phi độn trên dưới hai vạn dặm. Từ trước lúc lên đường, cổ thần đã thông qua truyền âm phủ liên hệ với đại vương Hắc Hổ tộc Hắc ức. Nói trong yêu vực lại xuất hiện tu sĩ nhân tộc Thiên Dạ Lang Vương đã chết, hắn cũng bị tu sĩ nhân tộc gây thương tích. Hắc ức nghe được, của đúng như cổ thần dự liệu, cho Hắc nhà cấp tốc chạy về Hắc Hổ lĩnh. Đồng thời còn phải ra từ đại vương Hắc Sơn, mũ đại vương Hắc Mộc đi trước ngành tiếp. Năm ngày sau, cổ thần đã gặp được Hắc Sơn và Hắc Mộc tới tiếp ứng cổ thần biến thành hình dạng hắc nha lúc đang thủ tương hắc sơn và hắc mộc hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm mánh khóe thấy cổ thần đều kêu lên tam ca nếu gặp phải tu sĩ nhân tộc kia huynh đệ ta nhất định sẽ báo thù cho huynh băm thay hắn thành vạn đoạn cổ thần thầm nghĩ các ngươi muốn báo thù chẳng phải muốn tìm ta gây phiền phức gật đầu cười cười với hai người cổ thần nói thân thể huynh đệ ta cũng không đáng lo ngại chỉ là linh hồn có chút hào tổ nên phải tính dưỡng từ đệ mũ đệ chúng ta nhanh một chút trở lại hắc hổ linh thôi không dùng tật vũ phi phong tốc độ của cổ thần chỉ có thể đi được hơn hai vạn dặm mỗi ngày so với độn tốc của hắc nha kém hơn rất nhiều bất quá lúc này cổ thần biến thành hình dạng hắc nha lúc đang thụ thương hắc sơn và hắc mộc thấy vậy cũng không trách móc gì mấy ngày sau cổ thần theo hắc sơn và hắc mộc về tới hắc hổ lính hắc hổ lĩnh nói là lính thực tế cũng là một dãy núi dày tới vạn dặm cũng là phạm vi sinh sống của hắc hổ tộc bên trong hắc hổ lĩnh núi non trùng điệp có không ít ngọn còn cao tới mấy nghìn trượng động phủ hắc hồ tộc đại vương nằm tại ngọn hắc diễm phong cách ba ngàn dặm về phía nam hắc hồ lính hắc diễm phong cao hơn chín ngàn trượng chính là ngọn cao nhất trong toàn bộ hắc hồ lính động phủ hồ vương nằm ngay trên sườn núi ngọn hắc diễm phong này bề ngoài hắc diễm phong thuật nhìn rất ít cây cối có chút khốc nhiệt thế nhưng có liên hệ thế nào với hắc diễm cũng nhìn không ra được biết được tan đại vương trở về rất nhiều nhân vật hàng đầu của hắc hồ tộc đều tới động phủ hồ vương chờ đợi tới bên ngoài động phủ hổ vương sớm đã có tiểu yêu đứng nghênh tiếp dẫn cổ thần hắc sơn hắc mộc vào trong động phủ đại ca tam ca đã trở về vào trong động phủ hắc sơn hắc mộc đi nhanh về phía trước la lớn cung nhanh tan đại vương về phủ một lỗ tiểu yêu trong động phủ đều hô lên rất nhanh cổ thần liền đi vào phòng khách trong động phủ phía chính diện có một chiếc ghế dựa lớn được đặt cao hơn một chút trong phòng tổng cộng có 5 ghế dựa lớn, 4 ghế còn lại được chia đều đặt thành hàng ở hai bên. Tứ đại vương Hắc Sơn mũ đại vương Hắc Mục ngồi ở hàng ghế bên phải. Còn trên ghế chủ vị có một gã yêu tu, thật nhìn chừng 50 tuổi. Trên đầu mơ hồ có thể thấy được vằn lông hổ, thân thể đã hoàn toàn biến thành hình người. So với Hắc Nha, trình độ biến hóa triệt để hơn một chút, người này chính là đại vương Hắc Hổ tộc. Hắc cướp. hắn cũng là yêu tu kim đan trung kỳ duy nhất trong Hắc Hổ tộc. Ngồi bên trái ghế chủ vị là một nữ yêu tu thoạt nhìn chừng 30 tuổi trình độ biến hóa vượt qua hắc nha nhưng không bằng được đại vương đây chính là nhị đại vương hắc nguyệt là một lão mẫu hổ tạo lữ của đại vương ngôi phía sau ghế đại vương còn có một gã hổ yêu có tu vi bồ nguyên hậu kỳ căn cứ theo trí nhớ của hắc nha cổ thần biết được đây chính là nhi tử của đại vương và nhị đại vương tộc trưởng tương lai của hắc hổ tộc tên là hắc xuất là người có tu chất tuyệt hảo chưa tới 50 tuổi đã tu luyện tới bồ nguyên hậu kỳ 50 tuổi có tu vi bổ nguyên hậu kỳ, trong tu sĩ nhân tộc cũng được coi là thượng đẳng. Còn nếu là một gã yêu tu, từ chất như vậy hoàn toàn là một tuyệt thế thiên tài. Thọ mạnh yêu tu so với tu sĩ nhân tộc dài hơn, về sau còn có rất nhiều thời gian tu luyện. 50 tuổi đã tới bồi nguyên hậu kỳ, tính ra cũng tương đương với tu sĩ nhân tộc 13 đã bước vào bồi nguyên hậu kỳ. Cổ thần đi vào phòng khách, Hắc ấp và Hắc Nguyệt cùng kêu lên nói, Tam đệ, thương thế ra sao? Đa ta đại ca, đại tổ quan tâm, huynh đệ cũng không đáng lo ngại, chỉ là linh hồn có chút tổn thương cần chút thời gian tính dưỡng mà thôi cổ thần nói xong ngồi lên chiếc ghế thứ hai hàng bên trái đây chính là vị trí tam đại vương hắc nha hắc các gật đầu nói ngươi kể lại tình huống bị tu sĩ nhân tộc kia đã thương một chút xong rồi hãy đi tính dưỡng cổ thần nói lại những lời đã chuẩn bị tốt trước đó cho đại vương nhị đại vương nghe một lần nói là kim long có một bằng hữu là hòa thượng nhân tu hai người liên thủ lợi hại vô cùng giết trẻ thiên dạ lang vương chính mình cũng bị thương dưới tay hòa thượng nhân tu này đối với hòa thượng nhân tu này hắc góc ngược lại đã biết được hắn thân là đại vương hắc hổ tộc Sơn đã thu được tin tức từ phong lôi âm tộc. Phong lôi âm tộc đang truy sát hai gã nhân tu. Một người trong đó chính là Hòa Tây Ngương. Cả hai người này đã biến mất trên đường truy sát. Phong lôi âm tộc từ lâu đã hướng các đại vương truyền đạt mệnh lệnh cho tộc đàn mình. Có được tin tức của Hòa Tây Ngương, bắt giữ giao lại cho phong lôi âm tộc. Nghe cổ thần nói xong, hắc ấp sờ sờ chán hồ của mình, nói. Tàn đệ, khi có được tin tức hòa thượng kia, đại ca sẽ tự mình ra mặt, chắc chắn báo thù cho ngươi. Trong lòng cổ thần cười thầm, gật đầu nói, làm phiền đại ca, trước tiên ngươi về động phủ tính dưỡng chờ khi bắt được hòa thượng kia sẽ cho người tự mình chút giận hắc góc phất tay đi ra từ động phủ hồ vương cổ thần dựa theo hướng dẫn của hắc nha phi đoạn hơn 40 dặm về hướng bắc nơi này có một tòa động phủ tư nhân của hắc nha trong động phủ có chúng tiểu yêu biết được tam đại vương trở về tất cả đều ra ngoài nghênh tiếp sau khi cổ thần đi vào cho đám tiểu yêu mẫu hổ yêu toàn bộ lui ra ngoài chỉ để một mình đứng trong động phủ, chờ lũ yêu đi rồi, tiểu bạch lập tức chui ra khỏi ống tay áo cổ thần, hóa thành hình người, hài lòng nói, ơ, à, lại có một động phỉ, bên trong có thứ gì đều có thể tùy tiện cầm đi, ha ha, cổ thần cười nói, nàng thích thứ gì, cứ tùy tiện lấy, được, tiểu bạch hài lòng gật đầu, lập tức bắt đầu chọn lựa, cổ thần cũng tìm tòi cẩn thận động phủ hắc nha một lượt, pháp bảo trong động phủ này thật ra lại lợi hại hơn trong động phủ thương lang, pháp bảo trung phẩm có tới mấy kiện, tài liệu trận pháp cũng cao cấp hơn một ít linh thảo càng chân quý hơn so với trong động phủ thương lang thế nhưng chỉ có linh thạch lại kém xa so với động phủ thương lang nơi này chỉ có hơn bốn ngàn khối linh thạch trung phẩm trong phạm vi quản lý của thương lang kia có một toa mạch khoáng linh thạch không nhỏ Lăng vương làm bá chủ nơi đó tự nhiên sở hữu không ít linh thạch cổ thần dùng lạnh phù truyền âm nói chuyện với tiểu hòa thượng nói cho hắn biết đã gặp qua hổ vương để hắn sớm hành động con cổ thần và tiểu bạch Tối ban đêm liền nghỉ ngơi ngay bên trong động phủ hắc nha ngày hôm sau mới sáng sớm liền có một đạo quang bay vào trong động phủ hổ vương vừa mới đi vào trong động thính yêu tu này liền hô to đại vương đại vương ta có tin tức của hòa thượng nhân tu nọ rồi hắc ấp vừa mới tỉnh giấc không lâu nghe vậy liền nói hắn ở nơi nào tên yêu tu truyền tin liền nói tại thương khung sơn mạch cách nơi này hơn năm ngàn dặm về phía đông có xuất hiện bóng dáng hòa thượng hắn đang làm gì ở đó hắc ấp hỏi yêu tu truyền tin nói theo tin tức đưa về hòa thượng kia sau khi chiếm động phủ của lam văn báo tại thương khung sơn mạch liền bắt đám yêu tu bên trong dân trà đưa nước phục vụ rượu thịt hòa thượng kia còn tuyên bố sau này sẽ an cư tại thương khung sơn mạch bắt buộc toàn bộ yêu tu tại thương khung sơn mạch phải phục tùng hắn